chào Hội Thánh. Tạ ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta được về nhà Chúa để chúng ta chuẩn bị ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Chúng tôi cũng hoan nghênh hết thảy anh chị em từ xa và để cùng thờ phượng Chúa với Hội Thánh trong buổi sáng hôm nay. Mình xin Chúa nhờ ban phước trên chúng ta và soi sáng mặt Ngài trên chúng ta để chúng ta cứ được phước của Chúa và làm nguồn phước cho muôn người. Để chúng ta chuẩn bị lòng của mình ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa, tôi xin mời Hội Thánh cùng đứng lên trong thời gian này. Để chúng ta sẽ nghe Thi Thiên 67, lời của Chúa dạy. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con. Chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, Sê-la. Để đường lối Chúa được biết ở trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa, nguyện muôn dân chúc tụng Ngài. Các nước hãy vui vẻ và hân hoan ca hát, vì Chúa sẽ phán xét các dân tộc một cách công minh và dẫn dắt muôn dân trên đất, Sê-la. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đất sinh hoa lợi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con, và mọi người ở tận cùng trái đất đều sẽ kính sợ Ngài. Cảm ơn Chúa và lời hứa của Chúa ở trong Thi Thiên này đáp lại với lời cầu nguyện của tác giả của Thi Thiên 67, đại diện cho dân sự của Chúa cầu nguyện. Ta là nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con, chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. Khi Chúa Ngài thương xót và chiếu sáng mặt Ngài, tức là sự vinh quang, sự hiện diện của Chúa ở trên con dân của Chúa. Từ lúc bây giờ, điều kỳ diệu xảy ra đó là đường lối của Chúa sẽ được biết ở trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn, chiếu sáng mặt Ngài trên Hội Thánh, và cho chúng ta cứ được ơn của trước mặt Chúa. Lời của Chúa tuôn đổ từ nơi đời sống của những người được Chúa chiếu sáng mặt Ngài, để có thể đem lại ảnh hưởng, rao truyền đường lối của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, để cả thế giới sẽ được biết. Hầu cho sẽ có vô số người cùng nhau ca ngợi Chúa với con dân của Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước, để như đất khi Chúa Ngài định là nó phải sanh hoa lợi, thì Đức Chúa Trời của chúng ta cũng sẽ ban phước cho chúng ta như vậy. Để rồi chúng ta sẽ kết quả phước hạnh của Chúa từ nơi đời sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng ra trên nhiều người. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con, để mọi người ở tận cùng trái đất đều sẽ kính sợ Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho dấu chúng con đến nơi trước mặt Ngài trong buổi sáng hôm nay với lòng biết ơn Chúa vì lòng thương xót dồi dào của Ngài. Xin thương xót trên chúng con và chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, đem lại một sự phục hồi của quyền năng và sự hiện diện của Ngài trên cuộc đời của chúng con, để chúng con trở nên những người hữu ích cho Chúa. Hồi xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài ở trên chúng con trong buổi thờ phượng ngày hôm nay, để ai nấy trong chúng con được phước của Chúa, và chúng con có thể thấy, có thể hiểu đường lối của Chúa và sự cứu rỗi của Ngài, để chúng con dạng dĩ rao truyền, hầu cho các nước, các dân đều sẽ được nghe, được biết đến tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài, đường lối của Ngài, để chúng con thấy họ sẽ được kéo vào vương quốc của Chúa và dấy lên một đội ngũ từ muôn dân muôn nước, những con người ca ngợi Chúa. Để khi chúng con cùng nhau ca ngợi Ngài từ trên đất này, thì Ngài sẽ khiến cho đời sống của chúng con như đất, nó sanh ra hoa lợi cho những người trồng trọt. Thì Chúa Ngài cũng sẽ làm cho đời sống của chúng con được kết quả sanh ra hoa lợi cho vương quốc của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin rót đổ trên Hội Thánh của Chúa quyền năng và sự hiện diện của Chúa. Hỡi Chúa Thánh Linh, chúng con cần Ngài. Xin đông đầy để chúng con tràn ra cho những người lân cận của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Phó dân buổi thờ phượng trong ơn của Ngài. Và chúng con hết lòng, hết ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục đứng và chúng ta lớn tiếng tôn cao Chúa của chúng ta, đấng mà đáng nhận nơi chúng ta tất cả
sự ngợi khen, lòng biết ơn và thờ phượng. Vì Chúa đã làm những việc tốt lành của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và từ đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sống sung mãn của Chúa tuôn đổ xuống một đời chúng ta để chúng ta kết quả. Ở trong muôn dân, muôn nước sẽ được phước và kính sợ Ngài vì sự ban phước của Chúa trên đời sống của chúng ta. Hãy được phước và làm nguồn phước cho những người lân cận. Hallelujah. Shout.
Yeah.
You are worthy of our praise for all this is in your name that we pray. Amen, amen, amen. Church, you may have a seat this morning. Cảm ơn Chúa như chúng ta đã học về chiến trận thuộc linh. Chúng ta biết rằng kẻ thù chung của chúng ta là ma quỷ, đến chỉ để cướp giết và hủy diệt mọi mặt của đời sống của chúng ta. Nó tìm cách để tấn công. Một trong những chỗ mà nó tấn công là đời sống tài chánh của chúng ta. Nhưng mà Chúa có giải pháp. Lời của Chúa dạy cho chúng ta, nếu chúng ta đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống tài chánh của chúng ta, thì Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta dư dật. Và Ngài cũng vì việc chúng ta đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống tài chánh mà Ngài có thể cấm những kẻ cắn phá ở trong đời sống tài chánh của chúng ta. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì đặc ân này. Lời của Chúa dạy chúng ta ở trong sách Malachi chương 3 từ câu 8 cho đến câu số 12. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói chúng con ăn trộm Chúa ở đâu? Các con đã ăn trộm một phần mười và tế lễ phải dâng. Các con bị nguyền rủa vì tất cả các con cả nước đều ăn trộm ta. Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Chúa Trời vạn quân phán xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng. Câu số 11. Vì các con ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con và không để cho cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu. Đức Chúa Trời phán vậy, mọi nước sẽ cho các con là có phước, vì đất nước của con sẽ là đất nước được vui thích. Đức Chúa Trời vạn quân phán vậy. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa ở tại đây cho chúng ta thấy giải pháp của Đức Chúa Trời, để Ngài có thể ban phước trên đời sống tài chánh của chúng ta. Chúa muốn chúng ta, như chúng ta đã học, biệt riêng một phần mười là của thánh và dâng cho Chúa. Chúa sẽ có cớ để ban phước trên chúng ta, và Chúa Ngài bảo chúng ta hãy lấy điều đó mà thử Chúa, xem Chúa có mở các cửa sổ ở trên trời cho chúng ta, đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa chăng. Đây là một lời hứa cùng sự đầu tư mà chúng ta tin rằng thật là quá lớn lao. Chúng ta dâng cái phần thuộc về Chúa, rồi Chúa Ngài đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa. Cảm ơn Chúa. Rồi câu 11 cũng cho chúng ta thấy, rồi Chúa Ngài, vì Chúa Ngài sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa màu đất đai của các con để không để cây nho ngoài đồng và của các con rụng trái trước mùa của nó nữa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài sẽ có trọn quyền pháp lý để cắn những kẻ cắn phá, những con vật cắn phá mùa màng thổ sản của chúng ta. Chúa chỉ có thể có quyền pháp lý khi chúng ta đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài có giải pháp để có thể ban phước trên chúng ta một cách dư dật. Và Ngài chỉ cho chúng ta ở tại đây để chúng ta không làm những kẻ ăn trộm Chúa, nhưng mà được Chúa Ngài ban phước và bảo vệ. Cảm ơn Chúa vì sự trung tín của anh chị em đã dâng hiến để công việc của Hội Thánh của Chúa tiếp tục mở rộng và chúng ta có thể làm nguồn phước cho nhiều nơi như Chúa Ngài đã định. Biết ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Hãy trung tín làm công việc mà Chúa Ngài dạy, để rồi chúng ta cứ được Chúa Ngài ban phước càng hơn vì nguyên tắc mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta tại đây. Anh chị em ở xa muốn giữ phần vào trong việc dâng hiến cho VBC Houston, xin vào trang web của vbchouston.com và chúng ta bấm vào nút dâng hiến để chúng ta có thể thiết kế kế hoạch dâng hiến của chúng ta một lần hay là dài hạn. Mình xin Chúa Ngài ban phước lại trên các anh chị em một cách dư dật luôn. Vì đây xin mời Hội Thánh ở tại đây cũng như các con cái Chúa ở xa đang nhóm lại thờ phượng Chúa với chúng tôi, chúng ta cũng đứng lên tại chỗ của mình và chúng ta dâng số tiền này ở trước mặt Chúa. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài.
Ý định của Chúa là ban phước và mở rộng đời sống của chúng con. Biết ơn Chúa vì lời hứa của Ngài. Khi chúng con làm phần của mình như Chúa dạy, thì Chúa, Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho chúng con đến mức độ chúng con không có chỗ để chứa nổi. Cảm ơn Chúa. Xin tha thứ cho chúng con vì những điều chúng con đã không làm theo lời của Chúa mà chúng con cứ thiếu hụt. Chúc mừng ban ơn để chúng con sẽ kinh nghiệm sự dư dật theo mức độ mà lời của Chúa đã dạy chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, nhân vì các anh chị em chúng con đang đứng đây đã trung tín làm cho điều Chúa dạy, xin vì sự trung tín của anh chị em chúng con mà cắn những kẻ cắn phá, Chúa Ngài cấm nó, để nó không phá hại mùa màng và cây trái, cây nho của đồng ruộng của chúng con, cũng không rụng trái trước khi thu hoạch. Tất cả đều được giữ vẹn trong ơn của Chúa mà còn được dư dật ra. Chúng con biết ơn Ngài. Nhân nên chúng con lòng biết ơn vì sự ban phước của Chúa. Xin Chúa ban phước lại trên anh chị em chúng con một cách dư dật luôn. Như nguyên tắc mà Chúa Ngài đã định, chúng con lấy lượng mực nào đồng ra, Chúa Ngài lấy lượng mực đó đồng trở lại cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Xin ban phước để chúng con tiếp tục được đầy dư phước hạnh của Ngài, phong phú trong mọi mặt, từ tài chánh cho đến năng quyền, sự khôn ngoan trên thượng, tài nghề khéo, mưa thuận gió hòa, và những gì chúng con gieo ra, Chúa ban phước trên, để từ những hạt giống này chúng con sẽ có những mùa thu hoạch lớn. Chúng con ngợi khen Ngài, dâng lòng biết ơn, và chúng con mong đợi sự ban phước của Chúa để chúng con lại liên tục làm nguồn phước cho muôn người. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em ngồi, giữ số tiền dâng đó trên đường chúng ta ra về sau giờ giảng luận. Khi buổi nhóm chấm dứt, anh chị em có thể đặt vào trong thùng dân hiến và chúng ta thực hiện công việc này trong ơn của Chúa. Amen. Kính chào Hội Thánh. Bây giờ chúng ta sang qua phần dân hiến. Trước hết, Hội Thánh khuyến khích quý phụ huynh cho phép con em mình tham dự một vụ VBC Kids đang diễn ra tại CLC, là tòa nhà bên trái của quý vị. Hội Thánh muốn hợp tác với quý phụ huynh để tạo cơ hội và môi trường cho các em biết thêm về Chúa và có dịp thờ phượng với bạn cùng tuổi. Nếu ông bà anh chị em có con từ 1 đến 12 tuổi, hãy cho các em đến CLC để dự VBC Kids Worship. Cho những gia đình đang thờ phượng với chúng tôi tại nhà, một vụ VBC Kids Worship có phát qua YouTube. Link cho VBC Kids Worship online có thể được tìm thấy trong comments bây giờ. Thông báo kế tiếp là về Đại hội Phục Hưng. Cảm ơn Chúa, Đại hội Phục Hưng 2021 sẽ diễn ra vào ngày 15 đến 17 tây tháng 10. Và cảm ơn Chúa, chúng ta có sẽ tổ chức Đại hội Phục Hưng tại đây là nhà Chúa ở 6100 Ridgemont Street. Chủ đề năm nay là quyền năng, power. Thật, danh Chúa Giêsu đầy quyền năng. Amen. Thật, danh của Chúa Giêsu đầy quyền năng. Amen. Yes, chúng ta amen lớn hơn nữa. Amen. We love you, Lord. Vào ngày 25 tháng 7, có nghĩa là Chủ nhật tuần tới, tất cả thông tin chi tiết về Đại hội Phục Hưng sẽ được đăng trên trang web revivalconference.com. Cùng ngày đó, đăng ký sẽ được mở, có nghĩa là registration will be open. Chúng ta nhớ Chủ nhật tuần tới, ngày 25 tháng 7. Phí ghi danh cho Đại hội Phục Hưng sẽ là 50 đồng cho tất cả những người tham dự, bao gồm cả trẻ em. Cho những ai muốn phục vụ trong đội Dream Team, vui lòng gửi email cho info@vbchouston.com để con xin lặp lại.
info@vbchouston.com để biết thêm thông tin và nhận mã giảm giá đặc biệt. Sau giờ thờ phượng vào Chủ nhật tuần tới là ngày 25 tháng 7, Ban Gian cũng sẽ có cơ hội để đăng ký cho ông bà anh chị em nào muốn tình nguyện cho Đại hội Phục Hưng. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta mời một sư Huỳnh Quốc Khánh lên để chia sẻ lời Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong một chủ đề rất là quan trọng, giúp đỡ cho hội thánh của chúng ta có một sự nhận biết. Tuần rồi chúng ta đã cùng suy nghĩ công thế giới song song với thế giới của chúng ta gọi là linh giới. Có một trận chiến đang diễn ra gọi là chiến trận thuộc linh. Và chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần biết. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta chiến trận không phải bằng thịt và huyết, nhưng mà chúng ta chiến trận trong quyền năng của Chúa với những linh, những ác thần, những thần dữ ở các miền trên trời. Và chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm sự đắc thắng khi chúng ta nhận biết chúng ta ở trong chiến trận. Bằng không thì chúng ta sẽ là những người sẽ bị đắc thắng từ nơi thế giới tối tăm. Bởi vì chúng ta không biết mình ở trong chiến trận thì chúng ta sẽ không có một cái sự sẵn sàng để chúng ta chiến đấu. Và cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã dạy chúng ta. Mặc dù chúng ta ở trong thân thể, nhưng chúng ta không chiến trận bằng vũ khí của thể xác. Nhưng mà chúng ta sử dụng quyền năng của Chúa để chúng ta có thể chiến trận và kinh nghiệm sự đắc thắng mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang ở trong chiến trận. Và tuần rồi chúng tôi đã nhắc anh chị em là có những điều mà kẻ thù chung của chúng ta là ma quỷ tìm đủ mọi cách để tấn công chúng ta. Nó làm mù mắt những người vô tín. Nó ngăn trở người ta đến với Chúa. Nó gieo những tư tưởng phản loạn vào trong tấm lòng. Và nó gài bẫy để có thể bắt những người sập bẫy nó để làm công cụ ở trong tay của nó. Nhưng cảm ơn Chúa thì Chúa Ngài không phải để cho chúng ta ở trong chiến trận này một cái tay không. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cái binh giáp của người tín đồ. Và chúng ta đã theo thứ tự và chúng ta đã học thế nào mỗi ngày trước khi chúng ta bước ra sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đội mão của sự cứu chuộc ở trên đầu chúng ta. Nói đến cái sự bảo vệ của Chúa cho tâm trí của chúng ta khi chúng ta nhận biết, chúng ta không làm gì để được cứu. Chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa. Và sau khi kẻ thù gieo những sự nghi ngờ về sự cứu rỗi, thì chúng ta có thể trả lời và được bảo vệ rằng tất cả là bởi ân điển của Chúa, chứ không phải công đức liền của chúng ta. Chúng ta mặc vào chiếc áo giáp của sự công bình. Đây là công việc mà Chúa muốn gìn giữ bảo vệ chúng ta. Bởi vì chiếc áo giáp công bình là điều mà Chúa Ngài đã làm cho chúng ta khi Chúa Ngài trở nên sự rủa xả. Ngài gánh lấy tội lỗi thay cho chúng ta. Đấng vô tội đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta được xưng công bình ở trong Chúa. Và chúng ta bảo vệ tấm lòng, trái tim của chúng ta bằng sự công bình của Chúa. Vì Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy chúng ta bởi chiếc áo đã được mặc lại trên chúng ta khi Chúa Ngài phục hồi chúng ta từ địa vị của những người lạc mất, những đứa con hoang đàn, trở về để làm người nhà và được Chúa Ngài phục hồi quyền làm con ở trong gia đình. Và chúng ta cũng mặc lấy dây nịt của sự chân thật, của lẽ thật, là lời của Đức Chúa Trời, cũng như sống một cách chân thật, làm dây nịt lưng của chúng ta, để chúng ta sống một cách gọn gàng, không lượm thượm mà vướng bận khi chúng ta đánh sắp lá cà với kẻ thù của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, trên cái sợi dây nịt đó có đeo gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể phản công, tấn công kẻ thù của chúng ta như Đức Chúa Giêsu đã đắc thắng Satan trong sự cám dỗ, bằng như có lời đã chép rằng và Chúa Ngài đã đắc thắng nó. Và chúng ta cũng cầm thuẫn của đức tin để chúng ta chống lại các mũi tên lửa của ma quỷ bắn vào, gây nghi ngờ, gây lo lắng, gây cho tâm trí của chúng ta bị chi phối. Và chúng ta đón chặt
những cái mũi tên lửa đó bằng đức tin của chúng ta. Vì lời của Chúa phán chúng ta tin và chúng ta vững vàng để chúng ta bước lên ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta đã được nhắc nhở khi chúng ta chuẩn bị những binh giáp đó mặc vào và chúng ta sẵn sàng dùng gươm của Đức Thánh Linh để chúng ta tấn công, chúng ta mang giày dép sẵn sàng của tin lành bình an, thì chúng ta phía trước chúng ta có thể thắng được, bởi vì chúng ta thấy được kẻ thù của chúng ta. Nhưng mà lời của Chúa kết thúc ở trong Ephesos chương 6 rằng chúng ta phải thường thường dùng đủ mọi thứ cầu nguyện để chúng ta cầu thay cho các thánh đồ. Vì phía trước chúng ta mặc binh giáp vào, chúng ta cầm gươm, chúng ta cầm thuẫn, thì chúng ta có thể đối diện với kẻ thù của chúng ta ngay trước mặt. Nhưng khi chúng ta bị nó đánh sau lưng thì chúng ta không thể nào biết để chúng ta chống trả được, trừ trường hợp có sự cầu thay của anh chị em của chúng ta. Vì trong trận chiến này, mục tiêu của kẻ thù là bắn phá và đánh hạ những người con Chúa, các thánh đồ. Và khi chúng ta nhận biết điều này, chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau, chúng ta bảo vệ phía sau lưng của nhau. Là chỗ mà Chúa Ngài đã định như vậy, để thân thể của Chúa chúng ta thấy cần nhau. Chúng ta không thể nào sống như là một cái ốc đảo được, mà chúng ta cần phải hoạt động ở trong thân thể của Chúa. Bởi vì những gì mà anh chị em thấy để bảo vệ trong sự cầu thai là điều mà tôi có thể không thấy. Những gì mà tôi thấy để cầu nguyện cho anh chị em là những điều mà tự anh chị em không thấy. Bởi vì kẻ thù có thể tấn công chúng ta phía sau và chúng ta không hề biết cho đến chừng sự tấn công của nó đã đến với chúng ta. Nhưng có những người cầu thai, như lời của Chúa dạy chúng ta làm, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Cầu nguyện trong Thánh Linh, cầu nguyện trong ơn của Chúa, trong sự mặc khải của Chúa, cầu nguyện từ vị trí đắc thắng, để chúng ta có thể bảo vệ nhau ở trong ơn của Chúa. Và khi chúng ta đã làm hết tất cả những thứ đó rồi, thì lời của Chúa bảo chúng ta là hãy đứng. Vì anh em của chúng ta khắp nơi trên thế giới quan sát đời sống của chúng ta, vì lời của Chúa báo cho chúng ta biết rằng anh em của chúng ta ở những nơi khác trên thế giới cũng cùng chịu một sự tấn công của ma quỷ. Nhưng khi họ thấy chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng và chúng ta được đứng vững vàng, thì đó sẽ khích lệ họ rất nhiều. Đó là sự tấn công này rồi cũng sẽ qua, và họ cũng sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Cho nên cái sự đứng vững của chúng ta sau khi chúng ta mang lấy giáp trụ của người tín đồ, kinh nghiệm sự đắc thắng, là điều rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta khích lệ lẫn nhau. Khi chúng ta ở trong chiến trận thì ma quỷ có thể làm áp đảo tinh thần của chúng ta, nó cô lập chúng ta bằng cách nó gieo cái sự tủi thân vào chúng ta. Trên thế giới này chỉ có mày mới bạc phước như vậy hay là vô phước như vậy. Và khi nó cô lập được chúng ta, nó sẽ đánh hạ chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng đây là việc mà lời của Chúa đã bảo chúng ta. Chúng ta đang ở trong chiến trận. Anh em của chúng ta ở những vùng đất khác, ở các xứ khác, cũng đều trải qua trận chiến như chúng ta. Và trải qua bao nhiêu thời đại, Chúa Ngài đã cho chúng ta thấy những ai nhờ cậy Chúa đã kinh nghiệm sự đắc thắng. Thì đó sẽ kích lệ chúng ta rất là nhiều. Amen anh chị em. Cho nên tôi tin rằng bởi ơn của Chúa, anh chị em bắt đầu thấy Chúa Ngài vén cái màn để chúng ta như đầy tớ của tiên tri Elise, thấy rằng trong cuộc chiến này chúng ta không đơn độc, nhưng mà có những đội quân của Đức Chúa Trời yểm trợ chúng ta, có sự tiếp diện của thiên đàng để chúng ta có thể được an tâm và biết rằng khi chúng ta để Chúa ở cùng chiến trận với chúng ta thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng luôn luôn. Amen anh chị em. Đó là điều rất là quan trọng. Và nhớ là chúng ta đang ở trong trận chiến. Cho nên chúng ta không thể đi một cách ngơ ngơ mà không có mặc lấy giáp trụ vào. Một người lính, một nhân viên công lực, nếu chúng ta không có trang bị những sự bảo vệ, nón sắt, áo giáp, binh khí, thì chúng ta sẽ ra và chúng ta bị tấn công và chúng ta đi tay không thì chúng ta sẽ thất bại. Nhưng khi chúng ta biết và chúng ta chuẩn bị thì chúng ta sẽ thấy được sự đắc thắng luôn luôn.
Vì Chúa đã thắng rồi cho chúng ta. Và Ngài dạy chúng ta, tay của chúng ta chiến trận. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong bài thứ nhì này, để giúp cho chúng ta biết có một sự yểm trợ rất lớn từ thiên đàng để đảm bảo rằng chúng ta thắng và công việc của Chúa luôn phát triển và tấn tới. Khi chúng ta hiểu được công việc của Đức Thánh Linh, chúng ta hiểu được những gì Chúa Ngài ban cho trang bị cho chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên những người hữu dụng ở trong tay của Chúa, để Chúa có thể ban phước trên chúng ta và dùng chúng ta cho công tác của nhà Ngài. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta kinh nghiệm điều này, chúng ta cũng có thể khích lệ nhau như sự trang bị của Chúa để chúng ta có thể cầu thay cho các thánh đồ bằng đủ mọi thứ cầu nguyện đó. Thì chúng ta phải được Chúa Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền cũng như quyền năng của Chúa để chúng ta thực hiện công việc này. Giăng chương 14 câu 16 đến 17 cho chúng ta thấy câu gốc của chúng ta trong ngày hôm nay. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên ủi khác. Cái chữ khác ở đây là không phải là khác dạng, khác loại, nhưng mà trong một công tác khác. Có nghĩa là Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ trở lại với Hội Thánh trong thể Thần Linh để ở với các con đời đời, tức là Thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Cảm ơn Chúa. Tuần rồi chúng ta nhắc với nhau một lẽ thật mà cũng rất là quan trọng. Đó là những gì mắt của chúng ta thấy không phải là tất cả. Đây là rất là quan trọng. Từng hồi từng lúc, khi đối diện với những điều chúng ta không giải thích được, thì Chúa Ngài dùng những người kinh nghiệm trong ơn của Chúa nhắc nhở chúng tôi. Và chúng tôi cũng nhắc nhở anh chị em, đó là có rất là nhiều điều mà chúng ta cần nhớ, đó là nó liên quan đến thuộc linh và thế giới linh hơn là chúng ta biết. It's more spiritual than you think. Tất cả mọi việc ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không giải thích được, có nghĩa là nó thuộc về thuộc linh hơn là chúng ta nhận biết. Chiến trận thuộc linh đang diễn ra, thì có những lúc chúng ta thấy rằng dường như công việc của thế giới tối tăm thắng. Với mắt thường của chúng ta, như đầy tớ của tiên tri Elise, ông thức dậy vào buổi sáng, ông nhìn thì ông thấy rằng qua đêm thì quân thù vua của nước thù cho quân đội đến đóng chung quanh thành và nơi mà tiên tri Elise đang ở, vì vua này muốn đến bắt người của Đức Chúa Trời, vì đã báo cho vua Israel biết những cái kế hoạch, những chỗ đóng binh của ông. Nhìn thì thấy dường như là phía bên kia rất là đông, thấy dường như là thua là cái chắc, hay là bị bắt là cái chắc. Nhưng mà người của Đức Chúa Trời thì thấy nhiều hơn là đầy tớ của ông thấy. Cho nên đã cầu xin Chúa Ngài mở mắt cho đầy tớ của mình, thì thình lình mắt của đầy tớ được mở ra, thì thấy ở trong linh giới xe và ngựa lửa của Chúa đang vây quanh chỗ đó, và rất là đông. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ và ban phước để chúng ta nhận biết rằng có một sự trang bị từ thiên đàng. Đó là sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Để chúng ta nhận biết được rằng có rất là nhiều điều trong đời sống này chúng ta không thể nào đánh bằng sức mạnh cơ bắp, vũ khí của xác thịt được. Chúng ta không cãi bằng lời, bằng miệng được, nhưng ta chiến cự trong quyền năng của Chúa. Anh chị em, có nhiều điều mà chúng ta nghĩ rằng ô cái này là ý Chúa, nhưng mà thật ra đó là sự tấn công của ma quỷ. Thì chúng ta sẽ đứng lên, chúng ta chiến đấu. Thay vì chúng ta nói rằng ô ý Chúa là như vậy thôi, mình cứ ngồi đó chịu trận. Nếu là ý của Đức Chúa Trời thì chúng ta không phải bị đánh tơi tả được. Nhớ điều đó. Vì Chúa đã định cho chúng ta đắc thắng ở trong Chúa. Cho nên khi chúng ta thấy sự tấn công của thế giới tối tăm, mà chúng ta biết rằng dường như kẻ thù đang thắng,
Thì công việc của chúng ta là nhìn biết rằng nó thuộc linh hơn là thuộc thể. Và chúng ta nhờ cậy Chúa và sử dụng các vũ khí quyền năng từ nơi Chúa ban cho để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng. Nhớ điều này, suốt tuần chúng tôi suy nghĩ đến điều này và muốn gửi đến với anh chị em ý tưởng này. Cuộc đời của chúng ta hiện tại, chúng ta là người gây thêm nan đề gánh nặng cho hội thánh, hay chúng ta là những người mang giải pháp của Chúa đến với hội thánh? Are you part of the solution or you part of the problem? Nếu chúng ta là một phần của sự gây khó khăn, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã sập bẫy của quỷ để làm theo ý của nó. Bởi vì Chúa ngài trang bị cho hội thánh của Chúa những điều mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay, sự hiện diện và quyền năng của Chúa để chúng ta trở nên giải pháp, để chúng ta có thể đóng góp, để chúng ta có thể dự phần vào để mở mang công việc của Chúa. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều đó. Linh giới ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất là rõ ràng, ảnh hưởng trên chúng ta rất là nhiều. Những gì diễn ra ở trong linh giới có thể ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta một cách rất là rõ ràng. Đôi khi chúng ta đang vui vẻ như vậy, thình lình có một cái sự buồn rầu nó tràn đến với chúng ta, làm cho tinh thần của chúng ta lụng bại. Chúng ta không hiểu tại sao nó đến, tại sao mình có cái cảm giác này. Câu trả lời là nó liên quan đến thuộc linh hơn là bản tướng. Con kẻ thù có thể gieo những cái tư tưởng tiêu cực đó vào trong tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta nhận biết để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng trong ơn của Chúa. Sự yểm trợ từ thiên đàng, công tác của Đức Thánh Linh mà được Đức Chúa Giêsu ngài báo cho chúng ta tại đây là công việc rất là quan trọng để chúng ta có thể nhận biết được. Đức Chúa Trời có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ngôi thứ nhất, Chúa Cha, nhiều người chúng ta biết. Ngôi thứ hai, Chúa Giêsu, Chúa Con, thì chúng ta cũng biết khá rõ. Nhưng mà ngôi thứ ba, Đức Thánh Linh, thì rất là nhiều con cái của Chúa rất thiếu thốn sự hiểu biết về công việc của ngài, cũng như sự yểm trợ của ngài cho hội thánh. Cho nên chúng ta cần được giúp đỡ để chúng ta có thể nhận biết sự hiện diện của Chúa, nhận biết những gì ngài đã ban cho chúng ta, để chúng ta có thể trở nên câu trả lời, trở nên nguồn phước cho hội thánh của Chúa, cũng như giúp đỡ cho những người lân cận của chúng ta. Vậy thì thiền 67, xin Chúa thương xót và chiếu sáng mặt ngài trên chúng con. Để chi? Để đường lối của Chúa được biết ở giữa các nước và sự cứu rỗi của ngài được đồn rao giữa các dân. Chiếu sáng mặt ngài, đây là một cụm từ mà chúng ta thấy cần phải được hiểu. Chúa chiếu sáng mặt ngài là làm sao? Chúa như đèn pha chiếu trên mặt của chúng ta? Không. Chiếu sáng mặt ngài có nghĩa là chúng ta gần gũi và để cho ảnh hưởng của thiên nhan của Chúa động lại trên chúng ta sự vinh hiển và quyền năng của ngài. Nhưng đứa con đưa tay hướng về cha của mình khi nó lẩm đẩm đi như vậy đó, thì cha cúi xuống ôm cái đứa con lên, đưa nó lên và nó có thể nhìn thẳng vào ánh mắt của cha của nó. Chúa chiếu sáng mặt ngài ở trên đời sống của chúng ta khi chúng ta gần gũi Chúa để chúng ta có thể nhìn thẳng vào mặt của ngài, để cho sự vinh quang của Chúa động lại trên cuộc đời của chúng ta. Khi Chúa ngài thương xót trên chúng ta và chiếu sáng mặt ngài trên chúng ta, thì lúc bây giờ có những điều phước hạnh xảy ra. Đó là từ Chúa chúng ta có được những khả năng siêu nhiên để chúng ta hiểu biết đường lối của Chúa. Sự cứu rỗi của ngài sẽ từ nơi chúng ta đồn rao ra một cách giản dị, một cách kết quả. Họ cho muôn dân sẽ được biết đến Chúa và cùng ngợi khen thờ phượng Chúa với chúng ta. Ước mơ của tác giả của Thi Thiên 67 xin cũng là ước mơ của mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta cần hiểu tầm quan trọng của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể bước đi với Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Thánh Linh của Chúa là Đức Chúa Trời trong thể thần linh, có thể giúp đỡ chúng ta để chúng ta bước đi với ngài. Vì Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Đức Thánh Linh một cách trọn vẹn.
Nếu chúng ta không nhận biết công việc của Ngài, chúng ta sẽ không hoan nghênh Chúa và trong đời sống của chúng ta cũng như trong sự phục vụ của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta chưa đón nhận một cách trọn vẹn chính Đức Thánh Linh, chính Ngài và tất cả những gì Ngài đến để hành động và làm việc xuyên của chúng ta. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng. Ngài hậu thuẫn chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống cơ đốc nhân một cách hiệu quả trong ơn của Chúa. Ngài ban cho chúng ta các ân tứ thiêng liêng cho mục vụ. Đây là những khả năng siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể phục vụ nội bộ hội thánh của Chúa và chúng ta hướng ra ngoài để chúng ta giúp đỡ cho những người bên ngoài. Đức Thánh Linh là thần yên ủi, là đứng giúp đỡ, là giáo sư, là người hướng đạo cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Mặc dù các môn đồ đầu tiên không chỉ đón nhận Đức Thánh Linh như là đấng giúp đỡ thôi, họ cần đón nhận Chúa với tất cả những gì mà Đức Thánh Linh mang đến trong đời sống của họ. Họ tiếp nhận Ngài là đấng ban quyền năng, là đấng yểm trợ hậu thuẫn họ, là một nhân chứng kết quả cho Chúa và là những người giảng dĩ chia sẻ tin lành cứu rỗi của Chúa và đưa nhiều người đến với Chúa Giê-xu. Khi Đức Thánh Linh đến trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã loan báo sự đến của Ngài ở trong sức mạnh của gió và lửa. Và kết quả là chúng ta thấy việc 3.000 người trở lại đặt lòng tin nơi Chúa trong ngày hôm đó và chịu báp têm nước. Mấy ngày sau, tại Jerusalem, bởi quyền năng của danh Đức Chúa Giê-xu, người bại đã được chữa lành và 5.000 người nữa gia nhập vào trong hội thánh của Chúa. Quyền năng của Chúa khiến cho hội thánh phát triển. Quyền năng của Chúa làm cho hội thánh của Chúa được lan rộng. Cảm ơn Chúa. Ngài cũng là thần lẽ thật, đến để dạy chúng ta, nhất là trong chiến trận thuộc linh, một trong những cái chiến thuật của kẻ thù là làm cho chúng ta mất lối. Chúng ta nhớ trong chiến trận ở tại Iraq, quân đội Mỹ trước khi đổ quân thì họ đã làm một cái công việc ở trong chiến trận, đó là cho những chiếc máy bay đưa lên bầu trời của Iraq phá tất cả những làn sóng của truyền tin. Thì bộ tham mưu, những chiếc xe tăng và những lính đánh bộ không còn liên lạc được với nhau, không ai chỉ huy, cũng không nghe được tiếng chỉ huy. Cuối cùng thì chúng ta thấy rằng có những chiếc xe tăng của Iraq đậu tại chỗ đó thì thình lình nổ một cái ầm lên chết hết, rồi chiếc khác, bởi vì không có truyền tin để báo và những cái quả tiễn được hướng dẫn từ xa làm cho nổ tung tất cả những chiếc xe tăng đó. Thì chúng ta thấy lần lượt họ bỏ xe, họ chạy và đi ra đầu hàng vì tất cả cái phương tiện của truyền tin đã bị phá sóng. Satan cũng tìm cách đó, nó phá sóng khiến cho chúng ta có thể bị mất liên lạc. Nhưng cảm ơn Chúa, Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật. Ngài đến và Ngài sẽ giúp cho chúng ta được liên lạc với thiên đàng. Họ cho trong trận chiến này, chúng ta không phải là những người ngồi đó chờ chết, nhưng mà có sự hướng dẫn từ nơi Chúa. Chúng ta không phải là những người ngồi đó và chúng ta không biết phải sử dụng cái tài nguyên mà mình đang có để làm gì, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng để có thể làm nguồn phước cho những người lân cận của chúng ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên ủi khác để ở với các con đời đời. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, trong Cựu Ước, Thánh Linh của Chúa chỉ đến trên những người được sự kêu gọi trong một công tác đặc biệt. Và khi họ làm xong công tác của họ, Thánh Linh của Chúa đi khỏi. Nhưng mà trong Tân Ước từ đây thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu nghe rằng ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên ủi khác để ở với các con. Bao lâu anh chị em? Đời đời. Đời đời. Cảm ơn Chúa. Ngài ở với các con đời đời. Tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Có mấy điều chúng ta cần được nhắc nhở về Đức Thánh Linh ở tại đây. Thứ nhất, Đức Thánh Linh không phải là chỉ là một cái sức mạnh. Chứng nhân Jehovah đã
dạy cái điều này. Tước mất địa vị của Đức Thánh Linh, một thân vị là ngôi thứ ba của ba ngôi Đức Chúa Trời trong sự dạy dỗ. Thánh Linh chỉ là một cái sức mạnh, một cái năng lực, just a force. Nhưng mà không, lời của Chúa tại đây cho chúng ta thấy chính Đức Chúa Giêsu Ngài giới thiệu Đức Thánh Linh là một thân vị ở với các con đời đời. Chúng ta nhớ điều đó. Thứ hai, Đức Thánh Linh là đấng vô hình. Nhiều người gặp khó khăn không thể hiểu được Đức Thánh Linh vì Ngài vô hình đối với các giác quan tự nhiên của chúng ta. Như lời Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14 chép: người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh. Có nhiều người ngày hôm nay trong giáo hội, nhất là thế giới Tây Phương này, họ nghĩ rằng mình khôn ngoan và được huấn luyện thần học, nhưng mà họ lại chối bỏ công việc của Đức Thánh Linh và coi rằng công việc của Đức Thánh Linh những điều này như là điên rồ, nhưng mà là quyền phép của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người có sự tái sanh, có những người đã kinh nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh mới có thể nhận được, hiểu được công việc của Chúa, vì phải phán đoán một cách thuộc linh. Như Chúa Giêsu nói, thế gian không thể nhận lãnh được. Thứ nhất là không thấy và không biết Ngài. Nhưng mà chúng ta là hội thánh của Chúa, những người được tái sanh. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Khi chúng ta được tái sanh, chúng ta sẽ được gặp gỡ Chúa và hiểu được Đức Thánh Linh. Điều thứ ba chúng ta cần được nhắc nhở, Đức Thánh Linh không chỉ ở với chúng ta mà Ngài còn ở trong chúng ta. Và điều quá sức tưởng tượng. Nhưng khi anh chị em nắm bắt được điều này, nó sẽ thay đổi cách anh em sống. Roma chương 8 câu số 11 cho chúng ta biết một lẽ thật hết sức quan trọng này. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh của Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời tới đây anh chị em. Đức Chúa Trời quyền năng qua Thánh Linh của Ngài đang ở trong thân thể của chúng ta. Không phải chỉ ở trong nhà thờ, không ở trong thế gian này, mà Ngài đang ở trong thân thể của chúng ta. Xin để ý này lắng vào trong chúng ta. Mà nếu Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta, thì Ngài cũng sẽ khiến thân thể hay chết của chúng ta sống. Những gì đang mất sức khỏe, những gì đang không có sức khỏe, những gì đang bệnh tật ở trong chúng ta phải phục ở dưới sự hiện diện của Đức Thánh Linh, vì Ngài làm cho thân thể hay chết của chúng ta lại sống. Amen anh chị em. Đấng đã dựng nên chúng ta, Đấng đã thiết kế nên thân thể của chúng ta, Ngài biết cái gì sai trật, mà Ngài đang ở trong chúng ta thì không thể nào cơ thể của chúng ta tiếp tục ở trong chỗ chết và sắp chết được. Và quyền năng của Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật lại ở trong chúng ta, thì có cái điều gì là khó cho Ngài khi Ngài hoạt động và biểu hiện sự hiện diện của Ngài qua đời sống chúng ta không? Cho rất là quan trọng để chúng ta nhớ và hiểu lẽ thật này. Khi Chúa giao cho chúng ta một công tác, việc đó chúng ta nói rằng chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Thí dụ Chúa bảo hãy đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Chúng ta nói làm sao? Bệnh thì phải uống thuốc chứ. Mà nó có thể xảy ra được bởi vì quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ thân thể đã chết, các tế bào đã chết, sống lại bởi quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Quyền năng đó đang ở trong chúng ta, thì có cái gì là khó cho Đức Chúa Trời không? Vấn đề là chúng ta có nhận biết và chúng ta có khai phóng quyền năng của Ngài. Khi chúng ta bật nút bởi đức tin
Chúa rằng Chúa bảo đặt tay, con đặt tay, rồi để quyền năng của Chúa tuôn đổ ra. Chúa bảo hãy truyền khiến, chúng ta hãy mở miệng ra, chúng ta truyền, để công việc của Đức Thánh Linh thể hiện ra và làm xong những gì lời của Chúa sai phái. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Đức Thánh Linh đang ở trong mỗi một chúng ta nếu chúng ta là những người được tái sanh trong Chúa. Vấn đề là chúng ta không nhận biết và chúng ta không nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát. Cho nên chúng ta không cảm nhận, không kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Nhưng khi chúng ta nhận biết bởi lời của Chúa soi sáng trên chúng ta, bởi đức tin chúng ta mỗi ngày nhường thân thể đời sống của chúng ta để Chúa kiểm soát và đầy dẫy trong chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy sức sống thiên thượng sẽ hành động ở trong chúng ta. Quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết, hành động làm việc trong chúng ta, thì không có một bộ phận nào nó có thể chết được. Trừ trường hợp giờ chúng ta trên đất hết. Tất cả đều sẽ được sống trong quyền năng của Chúa. Nếu chúng ta sống ở trong thời của Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều điều tuyệt vời. Như các môn đồ của Chúa sinh hoạt và đi lại trong đoàn truyền giáo của Đức Chúa Giêsu, khi họ đối diện với những cái thách thức, những cái sự khó khăn, thì Chúa Giêsu đã giải quyết cho họ. Họ trên đường đi qua phía bên kia biển, họ gặp bão tố giữa đường. Đức Chúa Giêsu trong thuyền của họ, họ đánh thức Chúa dậy. Chúa đứng lên và Ngài truyền lệnh thì sóng gió đều yên lặng như tờ. Chúa giải quyết nan đề cho họ. Thì họ gặp sự khó khăn, Chúa giải quyết nan đề cho họ. Khi Phi-rơ đến mà nói rằng chúng ta cần phải có tiền để đóng thuế mà mình không có tiền, Giêsu kêu Phi-rơ đi ra thả câu xuống, bắt con cá đầu tiên, vạch miệng nó ra, sẽ lấy một đồng tiền ở trong đó để đi đóng thuế cho người và ta. Những nan đề họ đối diện. Một ngày kia đám đông theo Chúa để nghe Ngài giảng dạy, họ đói. Các môn đồ bảo Chúa hãy cho họ ra về để họ tìm thức ăn ở gần đó. Chúa Giêsu bảo rằng các ngươi hãy cho họ ăn. Họ trả lời chúng tôi đâu có thức ăn, đâu có bánh để cho họ ăn được. Dù có thể mua bánh được với số tiền ở trong quỹ của chúng ta là 200 denier thì cũng không thấm thía vào đâu. Chúa Giêsu đã quá bánh ra nhiều, đến độ từ 5 cái bánh và 2 con cá thì đủ để cho 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít, ăn no nê. Rồi còn khi lượm lại thì 12 giỏ đầy. Chúa có quen làm công việc đó và thật là tuyệt vời khi có Chúa Giêsu ở với họ. Nhưng anh chị em, điều tuyệt vời hơn nữa, và đây là điều mà xin Chúa Ngài mở tâm trí của chúng ta, vén màn cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được ở tại đây. Giăng chương 16 câu số 7. Dù vậy, ta nói thật với các con, Chúa không gạt chúng ta. Ta nói thật với các con, ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi thì Đấng yên ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Chúa Giêsu nói rằng tuyệt vời, nhưng mà còn hơn cả tuyệt vời nữa, khi ta đi về cùng với Chúa Cha và ta sai Đấng yên ủi đến. Vì đó là lợi ích cho các con. Chúng ta thấy tại sao giáo hội nhà thờ nào mà người ta khước từ công việc của Đức Thánh Linh thì họ sẽ gặp rất là nhiều sự khó khăn. Nếu Đức Chúa Giêsu nói rằng cái việc ta đi là ích lợi cho các con, việc ta vắng mặt với các con là ích lợi cho các con, vì
thay thế cho chỗ của ta là Thánh Linh sẽ đến. Thì chúng ta thấy khi chúng ta không liên lạc với Thánh Linh, không để cho Ngài tự do hành động, thì chúng ta sẽ không được cái ích lợi này. Xin Chúa cho để chúng ta ăn năn với, nếu chúng ta có thái độ Thánh Linh, cái gì tối ngày cứ nói Thánh Linh. Đây là lợi ích của chúng ta mà Chúa Giê-xu nói rằng còn hơn cả sự hiện diện của chính mình Ngài với các môn đồ của Chúa. Xin Chúa cho để lẽ thật này sẽ thấm sâu vào chúng ta, để không ai trong chúng ta sẽ còn dám sống với thái độ là có cũng được, không có không sao. Này chỉ là quan điểm của mục sư Khánh với những người ân tứ này kia, chứ còn tôi tin Chúa rồi thì đủ rồi. Không, Chúa Giê-xu nói rằng dầu vậy, ta nói thật với các con, ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu ta không đi thì tấn yên ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu Ngài về trời. Và Ngài đã sai Thánh Linh của Chúa đến, đầy dẫy trên hội thánh của Chúa một cách quyền năng, một cách hiển lộ trong ngày lễ ngũ tuần. Và Ngài đã đến để giúp đỡ cho hội thánh của Chúa. Như tôi nói, điều tuyệt vời mà chúng ta có thể cần được nhắc nhở luôn, đó là Đức Thánh Linh không chỉ ở với chúng ta mà Ngài đang sống bên trong mỗi chúng ta. Ở với là còn bên ngoài, Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta. Đây là đặc ân khi chúng ta mang sự hiện diện của Chúa đi khắp nơi với chúng ta. Bước vào trong một cái chỗ người ta cần được sự chữa lành, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, Ngài có thể vươn đến con người đó qua việc đặt tay của chúng ta. Người ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Chúng ta cần sự hướng dẫn từ nơi Chúa. Ngài đã đấng mưu luận, an ủi, dẫn dắt chúng ta. Ngài ban cho chúng ta khả năng để làm tất cả những gì Đức Chúa Trời gọi chúng ta làm. Vì không phải chúng ta, nhưng mà quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc xuyên qua chúng ta. Tất cả những gì mà trước đây chúng ta chối với chúng ta nói rằng con làm gì có khả năng để làm công việc đó. Thưa mục sư, tôi là người không có tài cán gì hết đó. Đúng. Nhưng mà đấng ở trong anh chị em, Ngài quyền năng vô cùng. Ngài là đấng thừa quyền năng để có thể làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. Vì Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng. Có 5 điều Đức Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng siêu nhiên để chúng ta có thể thực hiện. Hầu cho trong chiến trận thuộc linh này chúng ta chẳng những thắng mà còn nới rộng vương quốc của Chúa. Thứ nhất, Ngài ban chúng ta quyền năng cho sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh kéo chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu để chúng ta có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Ngài kéo người đến. Chúng ta là những người được cứu, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm điều này trong đời sống của chúng ta. Có thể trước khi chúng ta được cứu đó, có những người họ mời chúng ta, những người thân quen mời chúng ta tiếp nhận Chúa. Mời chúng ta đi nhà thờ để được nghe lời của Chúa trong một buổi truyền giảng. Mà chúng ta bỏ qua những lời đó. Nhưng rồi một ngày, chúng ta thấy có một sự thôi thúc. Những lời mời nó trở lại một cách sống động ở trong chúng ta. Chúng ta đáp lời đi đến dự một chương trình truyền giảng. Hay là Chúa nghe sắp đặt một cái hoàn cảnh để kéo chúng ta đến với Ngài. Vì chúng ta không còn tìm đâu được giải pháp được hết. Không biết đâu để kêu. Chúa nghe sắp đặt và chúng ta được Chúa nghe kéo chúng ta đến với Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 3 đến câu 6 cho chúng ta thấy câu chuyện của Nicodem. Ông là một người nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, là một trong những người lãnh đạo của dân Giu-đa. Ông tìm kiếm, nghe nói về vương quốc của Đức Chúa Trời. Ông quan sát chức vụ của Đức Chúa Giê-xu từ xa. Ông đến với Chúa vào ban đêm. Thì có một sự lôi kéo của Thánh Linh của Chúa đến để ông đến với Chúa Giê-xu. Ông rằng tôi quan sát những điều Thầy dạy
Nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì Thầy không phải là Thầy nhân lành và cũng không thể làm được công việc đó. Cho nên câu hỏi của tôi với Thầy là làm sao để một người có thể hưởng được nước thiên đàng hay là sự sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu có đem thưa rằng người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp: Thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không nhờ nước và thánh linh mà sanh ra sẽ không thể nào vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt? Điều gì bởi thánh linh sanh ra là linh? Cảm ơn Chúa. Hôm nay các em ban đầu ông không hiểu, ông hỏi người đã già như tôi làm sao sinh lại được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh ra lần thứ hai sao? Vì ông chỉ nghĩ đến những điều của xác thịt, lý trí của ông suy nghĩ theo xác thịt. Nhưng mà đây thuộc về thuộc linh. Như Chúa Giêsu nói ở đây, điều gì do bởi xác thịt sanh ra là xác thịt. Điều gì sanh bởi thánh linh là linh. Khi cha mẹ sanh chúng ta vào cuộc đời này, chúng ta hiện hữu trong thế giới vật thể này. Chúng ta có ngày sinh, chúng ta có cha mẹ, giấy khai sinh cho chúng ta biết con của ông đó, bà đó. Và chúng ta trở nên một phần tử của gia đình nhân loại. Nhưng khi chúng ta được thánh linh của Chúa sanh chúng ta lại, điều gì bởi thánh linh sanh ra là linh. Chúng ta được thánh linh của Chúa sanh chúng ta lại, chúng ta hiện hữu trong linh giới. Cho nên khi chúng ta chiến trận trong chiến trận thuộc linh này, chúng ta không thể đánh bằng xác thịt được đó. Không phải bởi máu huyết, nhưng bởi những điều thuộc linh. Khi chúng ta được thánh linh của Chúa sanh lại, chúng ta hiện hữu trong linh giới. Chúng ta bây giờ trong nguyên tắc của lời của Chúa, chúng ta không còn là người phàm xác thịt nữa, mà chúng ta là những linh có linh hồn và đang ở trong một thể xác. Chúng ta được thay đổi hoàn toàn bởi sự sanh lại của Chúa, không còn chỉ là một con người phàm nữa. Nên rất là quan trọng, con cái của Chúa chúng ta cần nhớ điều này. Vì có rất là nhiều người, khi tôi khuyến khích họ làm những công việc mà lời của Chúa dạy, anh ơi, tôi chỉ là người phàm mà. Trước khi tin Chúa, trước khi được tái sanh, nhưng bây giờ thì khác rồi. Amen. Đừng ai trong chúng ta cứ đi lùi và nói rằng tôi là người phàm xác thịt. Như vậy là anh chị em phủ nhận công việc của Chúa tái sanh chúng ta. Mấy tuần trước ở trên mạng có một ông linh mục công giáo nói rằng chúng ta, Thiên Chúa không có dựng chúng ta mà chúng ta là con rồng cháu tiên. Hả? Ông này không biết ông có đọc Kinh Thánh hay là không. Linh mục nha, phủ nhận việc Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta mà chấp nhận là mình từ con rồng nó đẻ ra mình. Lời của Chúa cho chúng ta biết con rồng này là ai rồi. Phủ nhận Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta thì chỉ có một cái chỗ duy nhất là chúng ta chấp nhận là mình thuộc về quỷ. Ồ, cái đó là truyền thống, đó là văn hóa của người Việt mình. Nhưng văn hóa nó đi nghịch lại với Kinh Thánh, chúng ta phải bỏ nó. Lời của Đức Chúa Trời đã báo với chúng ta như vậy, đã dạy chúng ta như vậy, đã truyền cho chúng ta để chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta được tái sanh, chúng ta đang hiện diện ở trong linh giới là bởi vì chúng ta được thánh linh của Chúa sanh chúng ta lại. Amen. Rất là thật. Và khi chúng ta biết điều này, ma quỷ gặp chúng ta nó phải sợ. Thay vì chúng ta sợ ma, sợ quỷ, thì quỷ nó sợ chúng ta bởi vì
chúng ta biết mình là ai và chúng ta đã được sanh lại bởi Thánh Linh của Chúa, và hiện tại Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong mỗi chúng ta. Chừng đó thôi thì trong chiến trận thuộc linh chúng ta thấy rằng mình đã thắng thế rồi. Nên chúng ta cứ mà lị mình là người phàm xác thịt. Ông mục sư ơi, ma quỷ nó tấn công túi bụi, không biết đường đỡ. Chứ bảo chúng ta hãy đứng vững và chống cự nó. Hãy mặc lấy binh giáp của người tín đồ. Chúa cũng trang bị chúng ta những binh giáp đó, để rồi chúng ta nói rằng quỷ nó đánh tơi tả mùa xưa ơi. Vì thiếu sự hiểu biết, con cái của Chúa trước khi đánh đã thua non rồi, đã đầu hàng trước khi mình lâm trận, thì chúng ta thấy rằng thua là cái chắc. Nhưng chúng ta là người của Chúa, chúng ta có mặt ở trong linh giới. Cho nên hỡi anh chị em, hãy nhận biết mình là ai trong Chúa. Mình bây giờ được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Vì những ai tin nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Câu hỏi của chúng ta, làm sao để tôi biết rằng mình đã được Đức Chúa Trời sanh lại? Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta biết bởi lời phán của Ngài rằng chúng ta đã được Chúa Ngài sanh chúng ta lại. Roma chương 6 câu 16 đến 17. Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh của Chúa làm chứng với tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế. Vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ. Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài, thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài. Thánh Linh của Chúa nói với tâm linh của chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta kinh nghiệm Thánh Linh ở trong chúng ta, thì Ngài xác nhận với chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Để rồi chúng ta có thể biết một cách chắc chắn rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Vì chính Thánh Linh của Chúa lên tiếng, thì Đức Thánh Linh của Chúa tự do hành động trong chúng ta sẽ không nghi ngờ về chúng ta được cứu hay là không, được tái sanh hay là không. Nhưng một khi chúng ta bóp nghẹt tiếng phán của Đức Thánh Linh và ngăn chặn chống đối công việc của Ngài, thì cái việc đầu tiên nó đến với chúng ta là chúng ta nghi ngờ sự cứu rỗi của mình. Cái người mà sống ở trong tội lỗi thì chắc chắn là sẽ nghi ngờ về sự cứu rỗi. Nhưng một người chúng ta để Đức Thánh Linh tự do hành động trong chúng ta, Ngài phán dạy chúng ta, nghe được sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta nghe được tiếng của Chúa, Ngài phán với tâm linh của chúng ta, con thuộc về ta, thì chúng ta biết một cách chắc chắn. Chính Thánh Linh của Chúa làm chứng trong tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta có một cảm nhận, một cách chắc chắn chúng ta thuộc về Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ban quyền năng để chúng ta có thể bước đi theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ban cho chúng ta năng quyền. Khi chúng ta biết mình phải làm gì, Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta. Giăng chương 14 câu 26 chúng ta cùng xem lại. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều. Mọi điều là bao nhiêu điều? Tất cả. Và nhắc nhở các con tất cả những gì ta đã phán với các con. Chúa nhắc nhở. Ngài dạy dỗ mọi điều. Và Ngài nhắc cho chúng ta nhớ tất cả những gì mà Ngài đã phán với các môn đồ của Chúa, cũng như chúng ta. Ngài sẽ nhắc nhở. Nhưng bằng cách nào? Khi nãy anh chị em đứng và ngợi khen Chúa, còn bên anh chị em có thấy ban hát dẫn họ có một cái hệ thống
mà đeo trong tay của họ không? Gọi là inner monitor. Có một cái loa mà người ta thiết kế nhỏ để có thể đeo trong lỗ tai của mình. Giống như cái loa này nhưng mà thu nhỏ lại. Monitor để trong lỗ tai. Trong lúc họ đang hướng dẫn hát, thì họ có thể nghe được sự hướng dẫn của người trưởng ban. Cái người mà được cắt đặt để hướng dẫn cái buổi nhờ khen đó. Chúng ta thấy có những người đánh đàn, không có hát, nhưng mà nói vào trong cái microphone này. Bên ngoài chúng ta không có nghe, nhưng mà những người có cái in-ear monitor này họ có thể nghe. Chúng ta sắp sửa sẽ lặp lại câu số 1 này, hay là điệp khúc này. Hay là chúng ta sẽ kết thúc bằng cái cao điểm này. Hay là nói xuống với người điều khiển âm thanh, đó là xin cho lên một ít âm thanh nữa ở trong cái floor monitor ở phía dưới. Rồi có một cái sự hướng dẫn của người điều khiển buổi nhóm, gọi là người tạm dùng danh chữ là người đạo diễn của buổi nhóm đó, để phối trí cái sinh hoạt. Chúng ta sắp sửa chuẩn bị để chúng ta kết thúc. Hay là chúng ta xem những cái show, chúng ta thấy người ta ngồi và chuẩn bị. Thì có cái tiếng đếm ngược của cái người điều khiển. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1, online, on the air. Chúng ta thấy có một sự hướng dẫn của những người biết cái việc sắp sửa xảy ra để hướng dẫn. Đức Thánh Linh cũng giống như vậy. Khi chúng ta chịu lắng nghe thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con bước rẽ vào bên trái. Coi chừng cái nguy hiểm trước mắt. Đây là người mà con có thể chia sẻ điều mà ta đang đặt để trong lòng của con nghe lúc này. Người kia cần sự cầu nguyện. Và khi chúng ta vâng lời đi từng bước sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ thấy mình được phước mà những người mình phục vụ cũng được phước theo. Rất là quan trọng. Có những điều mà chúng tôi bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Ban đầu đối với con mắt xác thịt thì thấy dường như là mình thất bại đó. Có những bài giảng mà khi giảng xong tôi bước xuống tôi nói rằng chắc mình nghe lộn tiếng hướng dẫn của Chúa. Phải mình giảng trong cái hướng kia thì tốt hơn. Nhưng nhiều con cái của Chúa chạy đến hồi xưa sứ điệp hôm nay khích lại em rất nhiều. Em được phước lắm. Cảm ơn Chúa. Vì sự hướng dẫn của Chúa khi chúng ta vâng lời, nhiều khi chúng ta cũng phải phiêu lưu đó. Bởi vì Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn mà chúng ta vẫn luôn tập nghe tiếng phán của Ngài. Và khi chúng ta làm trong sự vâng lời, Chúa có thể dùng điều đó để khích lệ cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Suốt ngày thứ tư vừa qua, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa có thể giúp đỡ cho con, cha muốn phán dạy điều gì với hội thánh của Chúa, nhất là các anh em chúng con, các đại tớ của Chúa đang đối diện với dịch lệ ở tại Việt Nam. Chúa cho chúng tôi có những điều mà áp dụng một cách thực tế để khích lệ anh em của chúng ta bên đó. Rằng từ xa, anh chị em có thể đem sự chữa lành tự do đến ở trong sự sức giàu của Chúa đến cho những người đang cần sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Người ta có thể đang run sợ ở trước cái sự lan rộng của COVID-19. Và lòng của họ u sầu. Lời của Chúa cho chúng ta biết nghịch lại với lòng u sầu đó là lòng vui mừng. Lòng vui mừng thì vốn như phương thuốc hay. Nhưng mà trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo.
Người ta sợ và u sầu này sẽ làm cho họ không có sức để chống lại con COVID, thì dễ nhiễm bệnh hơn. Nhưng mà khi mạnh mẽ con người của chúng ta, sức kháng thể của chúng ta được đến bởi lòng vui mừng như một phương thuốc hay, thì COVID nó đến gần là đánh bật nó ra được. Quý tưởng khác, chúng ta bị cả miền Nam hiện tại đang bị đóng cửa. Tất cả mọi người phải ở trong nhà, không được đi ra ngoài đường. Muốn đi chợ thì cũng phải có cái thẻ mới có thể đi siêu thị được. Còn tất cả những cái chợ xung quanh đều không được nhóm lại. Và có rất là dễ để chúng ta có thể bị rơi vào trong cái tình trạng là mình nói rằng ở trong cái hoàn cảnh này mình bị trói tay, trói chân hết, mình không thể làm gì được. Không ở trong sự sức giàu của Chúa, chúng ta vẫn có thể phục vụ và nâng đỡ, khích lệ những người lân cận chúng ta. Chúa nghe nhắc cho tôi cái hình ảnh của sứ đồ Phaolô. Ông bị cô lập, bị nhốt ở tại thành La Mã. Ông ngồi đó, ông nói rằng: "Ôi Chúa ơi, con bây giờ bị nhốt, bị trói tới đây, rồi tay của con còn bị xiềng với lại một người lính của La Mã. Con làm gì được?" Không, ông không để cho cái việc cách ly đó đối với hội thánh của Chúa làm cho ông dừng lại. Ông ngồi xuống, ông viết những điều mà thánh linh của Chúa cảm hóa ông. Thư cho thành Philip: "Hãy vui mừng trong Chúa." Tôi lại nói đi, hãy vui mừng đi. Từ ở trong cái chỗ bị cô lập trong dòng xiềng xích đó, ông đem lại sự khích lệ cho hội thánh của Chúa thành Philip. Hiệu quả không chị em? Hiệu quả vô cùng. Ảnh hưởng đến chúng ta ngày hôm nay. Mỗi lần chúng ta đọc thư Philip, chúng ta nhớ rằng đó là lá thư được sứ đồ Phaolô viết trong lúc ông đang ở tù. Ông bị giam lỏng, ông bị cô lập, rồi ông viết thư cho hội thánh của Chúa thành Ê-phê-sô, viết thư cho hội thánh của Chúa thành Colosse, đem lại sự khích lệ cho anh em. Cảm ơn Chúa, vẫn hiệu quả, mà hiệu quả vô cùng. Cảm ơn Chúa khi chia sẻ điều đó. Tôi đi thấy với các mục sư, trong cái lời khôn ngoan, tôi không có nhìn biết rằng có các mục sư đang ở trong phòng học với chúng ta. Nhưng mà tôi công bố cái điều đó ra, hơi các mục sư đang có mặt ở tại đây, hãy được khích lệ vì điều này. Đừng dừng lại, nhưng mà hãy đem lời của Chúa, những sứ điệp khích lệ để giúp đỡ cho anh chị em của mình trong giây phút này, để họ không lo sợ, không co lại vì sự sợ hãi, nhưng mà bùng ra trong ơn của Chúa. Thì các mục sư xuất hiện đánh vào trong đó: "Sứ điệp đầy ơn Chúa, khích lệ rất nhiều. Amen, mục sư Khánh. Cảm ơn Chúa." Tôi chia sẻ điều đó để khích lệ anh chị em. Chúng ta lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa, rồi chúng ta làm theo, thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều người sẽ được phước từ nơi Chúa. Điều này nó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu lắm, bởi vì mình không có quen làm. Nhưng chúng ta cảm nhận Đức Thánh Linh hướng dẫn, thì dù lý trí của chúng ta không hiểu hết, nhưng ta biết chắc một điều: Thánh Linh Ngài sẽ thể hiện công việc của Ngài và giúp đỡ để nhiều người được phước của Chúa. Bởi vì Ngài là giáo sư của chúng ta, Ngài là đấng cố vấn cho chúng ta, Ngài là đấng hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, Ngài là đấng phán riêng với chúng ta. Nhiều lần con gái của Chúa đã làm chứng điều này, và tôi cũng muốn khích lệ anh chị em để chúng ta nhớ lại giây phút đó, để chúng ta biết rằng thật ra Chúa Ngài rất thật và Ngài ở gần chúng ta. Nhiều khi để cho hoàn cảnh cũng như việc xung quanh nó làm cho chúng ta mất hướng. Trong lúc tôi đang chia sẻ lời của Chúa, chúng ta thình lình như được Đức Thánh Linh Ngài đem chúng ta vào trong một cái chân không, một cái phòng riêng, và Ngài lấy những điều mà chúng tôi có thể mở lời, và Ngài đã khiến cho sứ điệp trở nên một cách rất cá nhân cho người nào đó. Có nhiều người họ đến và họ hạch hỏi tôi: "Ông mục sư, bà xã tôi có liên lạc mục sư cho biết rằng hôm nay tôi đi đến nhóm không? Mà ông giảng, bà giảng trúng ngay tôi từ đầu cho đến cuối.
Tôi trả lời là chắc chắn là không. Mà nếu có thì anh cũng không có được cái hạnh phúc là tôi soạn bài giảng cho một mình anh. Hội chúng ở tại đây và nhiều nơi. Tôi không có bỏ thì giờ, tốn bao nhiêu giờ ở trong tuần để soạn bài giảng cho một mình anh nghe. Để cho họ biết rằng đây là công việc của Chúa. Thánh Linh của Chúa có thể lấy những điều mà người giảng giảng, rồi Ngài biến nó trở nên một sứ điệp riêng tư và Ngài phán riêng với con người đó. Và chúng ta kinh nghiệm điều đó. Phải không anh chị em? Có những bài giảng chúng ta nghe lại, ủa mục sư ông không có nói cái chuyện đó. Ông có nói cái câu này bắt đầu, nhưng mà sau đó đó thì là mình nghe một cách rất là rõ ràng cái sứ điệp, mà không phải từ miệng của mục sư, nhưng mà đó là công việc của Đức Thánh Linh anh chị em. Ngài thể hiện ra và làm công việc của Ngài, khiến cho chúng ta trải nghiệm Chúa một cách rất đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Vì Ngài là giáo sư của chúng ta. Amen. Ngài đến để Ngài dạy chúng ta mọi điều mà. Giăng chương 16 câu số 13, khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Cảm ơn Chúa. Ngài báo cho chúng ta những việc trước mắt, những điều sẽ đến. Chúa ban quyền năng của chúng ta để điều thứ ba có thể xảy ra, đó là để chúng ta dạng dĩ nói về Đức Chúa Jesus Christ. Có nhiều người sợ nói với người khác về những việc thuộc linh, nhất là bị tiếng nói của ma quỷ hù dọa, làm chứng nói về Chúa, rồi người ta đặt những câu hỏi mà không biết câu trả lời là quê bể mặt. Chúng ta sợ, chúng ta rụt lùi. Chúng ta nhớ tới đây, Chúa, Thánh Linh, Ngài sẽ ban cho chúng ta lời phải nói. Khi thần chân lý đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý, vì Ngài không tự mình nói, nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Corinto thứ nhất, chương 2 câu 4 đến câu 5, ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh, để đức tin anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Khả năng con người của chúng ta giới hạn, khả năng của tôi giới hạn, nhưng khi tôi mở miệng ra thì Đức Thánh Linh sẽ ban quyền năng và lời phải nói. Và chúng tôi bước đi trong nguyên tắc này trong 38 năm qua, 37 năm, 37 năm rưỡi. Mấy tháng đầu khi chúng tôi thành lập hội thánh của Chúa tại đây, mỗi lần tôi đứng trên bục giảng nó khớp lắm anh chị em. Vì trong hội thánh lúc bấy giờ có một ông chánh án, ông ngồi tại đó. Rồi có một ông phó giám đốc ngân hàng của Sóc Trăng ngồi ở trong đó. Có mấy ông thiếu tá, mấy ông đại tá ngồi ở trong đó. Có những bác sĩ quân y ngồi tại đó. Mà đa số họ là những người lớn tuổi hơn tôi. Mới 20 mấy tuổi, đứng giảng cho mấy ông già và những người có kiến thức như thế này cũng khớp lắm á. Tôi về tôi khóc với Chúa, tôi nói rằng lại Chúa, con có khả năng để lo cho thanh niên. Nhưng mà tại sao Chúa Ngài cho con ở trong hội thánh này toàn là mấy ông già, bà già với lại thiếu niên? Chúa rằng bởi vì ta muốn dạy con để con có thể phục vụ trong mọi tầng lớp. Nhưng mà Chúa ơi, con cảm thấy mình không có đủ khả năng để giảng cho những con người này. Chúa rằng đó không phải là chuyện của con. Con hãy làm việc của người đưa thư. Việc người đưa thư. Người đưa thư là người mang lá thư từ người gửi đến cho người nhận. Công việc của con cứ đảm bảo là con nhận được sứ điệp từ ta.
Rồi con cứ nói về sự điệp đó không phải sự khôn ngoan của con, không phải kinh nghiệm của con, không phải kiến thức của con, nhưng mà là lời của ta, sứ điệp của ta. Thì con có thể giảng cho bất cứ người nào cũng được. Và tôi đi trong phương châm làm người đưa thư. Trong tuần gõ cửa thiên đàng xin bánh cho hội thánh, để đãi những người cần bánh, những người đến thăm chúng ta nửa đêm. Rồi đứng ở trong vị trí là người đưa thư. Rồi như vậy, chúng tôi mới có thể tiếp tục chia sẻ lời Chúa cho đến ngày hôm nay. Tôi khuyên các anh chị em nhận biết lẽ thật này. Chúng ta là ai? Chúng ta là những người được Chúa sai phái. Chúng ta mở miệng ra chúng ta nói gì? Nói những lời Chúa đặt ở trong chúng ta. Khi tôi rao giảng lời của Đức Thánh Linh, có thể thể hiện năng quyền của Ngài và phán riêng với anh chị em qua sứ điệp. Ở đây không phải là một lần, nhưng mà chúng tôi đã nghe bao nhiêu ngàn lần. Có những người tiếp xúc với chức vụ chúng tôi, các bài giảng nhiều khi đã được thâu nhiều ngày trước. Họ nghe và nói rằng, cái ông mục sư này là ai mà ông nói như là ông đang ngồi trước mặt mình. Ông nói hết những điều mà mình đã phạm, mà là những điều mình đã vấp. Cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa hành động. Chúng ta cần đảm bảo chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ không biết sợ khi chúng ta nói về Chúa, làm chứng về Chúa hay là rao giảng lời của Chúa. Công vụ chương 4 câu 31 cho chúng ta thấy điều đó. Bối cảnh của câu chuyện này, chúng ta nhớ Phi-rơ và Giăng là giúp đỡ cho một người bại được lành, được phép lạ. 5.000 người trở lại tin Chúa. Thì những người lãnh đạo của Do Thái bắt các sứ đồ đánh đập bỏ tù. Thiên sứ của Chúa đến mở cửa tù, kéo họ ra, kéo Phi-rơ ra. Lại thấy ông trường mặt ra giữa đền thờ giảng đạo tiếp. Thì tòa công luận đã bắt ông về rồi cấm. Không được lấy danh của Chúa để nói hay là làm việc. Ông và sứ đồ Giăng về báo cho hội thánh của Chúa biết điều đó. Chúng ta bị ngăn cấm. Nhưng mà hội thánh của Chúa đã đứng lên đồng một lòng và cùng nhau cầu nguyện lời cầu nguyện. Chúa thấy người ta ngâm dọa, nhưng xin ban chúng con được ơn của Chúa càng hơn, nhờ tay đầy tư thánh của Ngài mà tiếp tục làm những dấu kỳ phép lạ. Câu 31 chép: khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng lời của Đức Chúa Trời một cách giản dị. Khi chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh của Chúa thì không có một sự cấm đoán nào làm cho chúng ta sợ. Amen anh chị em. Cũng không có một cái mối đe dọa nào làm cho chúng ta phải trùng bước. Nhưng mà chúng ta giản dị và cứ tiếp tục giảng một cách giản dị trong ơn của Chúa. Thứ tư, Đức Thánh Linh Ngài ban quyền năng chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống thánh khiết. Trước khi gặp Chúa, chúng ta có thể là những con người rất dễ bị cai trị bởi những tư tưởng tội lỗi. Chúng ta là những người rất dễ đi giữ cay đắng, cố chấp ở trong lòng, không tha thứ. Có thể những ý tưởng, nghĩ những ý tưởng dâm dục và hành động theo nó, cư xử ở trong sự ganh tị. Đó là những điều mà chúng ta khi bước đi trong xác thịt, chúng ta đã làm những việc đó. Nhưng khi chúng ta bước đi trong Thánh Linh của Chúa có thể ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể thắng sự cám dỗ. Hồi xưa thì mình đi kiếm nó cám dỗ chỗ nào để mình nhào vô chỗ đó. Và Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể thắng được sự cám dỗ. Và chúng ta có thể khước từ, không chịu phạm tội, vì Thánh Linh có thể giúp cho chúng ta sống đời sống thánh khiết ở trong Chúa. Roma chương 8 câu 5 đến câu 6 dài. Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt. Còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc linh. Chú tâm vào xác thịt sanh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Điều này có nghĩa là nếu trong những ngày qua anh chị em cảm thấy đời sống tâm linh của mình đang chết, đó là cái dấu báo cho chúng ta biết mình đã đi lùi, mình sống theo xác thịt.
Nhưng khi chúng ta chọn sống ở trong Thánh Linh thì sẽ sanh ra sự sống và bình an. Cảm ơn Chúa. Tôi xin lên đổi mới tâm trí của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu nghĩ đến những điều vừa lòng Chúa thay vì chiều theo bản chất tội lỗi của mình. Nhớ tuần rồi, chúng ta biết một trong những công việc của Satan là gài bẫy, để bẫy chúng ta. Đáng tiếc là nhiều con cái của Chúa đi kiếm cái bẫy của nó đâu để mày đạp. Tại vì cái sự tham muốn ở trong lòng của chúng ta. Có thể không cố tình đến mức độ như vậy. Nhưng mình giỡn mặt, mình nói rằng cái chuyện nhỏ nhỏ này làm sao đánh ngã tôi được. Thì chúng ta dạy người. Tai nạn ở trong sở làm xảy ra khi người ta bắt đầu xem thường. Những người làm việc lâu năm ở trong những cái nhà máy dễ bị tai nạn hơn những người mới làm việc. Vì khi mới làm việc họ được huấn luyện về an toàn. Điều đó còn mới thì nó giúp đỡ cho họ rất là cẩn thận. Mà những người họ cho rằng ô, cái chuyện này mình ngủ mình cũng làm được. Lúc đó mới đứt tay đứt chân. Vì chúng ta khinh địch nó mới đánh mình được. Nhưng chúng ta đề cao cảnh giác thì nó không thể tấn công mình một cách gọi là làm cho mình bất ngờ được. Mình đã có sự phòng thủ. Đức Thánh Linh Ngài sẵn sàng ban quyền năng để giúp cho chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài ban quyền năng cho chúng ta để điều thứ năm có thể xảy ra, đó là để ân tứ của Đức Thánh Linh khiến chúng ta phục vụ và làm nên những sự khác biệt. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu số 7. Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người vì lợi ích chung. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đọc lời của Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, Roma chương 12, Ephesos chương 4, Phi-rơ nhất chương 4, chúng ta sẽ thấy có các loại ân tứ được lời của Chúa bày tỏ. Ân tứ là khả năng siêu nhiên mà Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể làm những công tác Chúa gọi chúng ta cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong cộng đồng của con dân của Chúa để chúng ta gây dựng thân thể của Chúa. Ân tứ của chức vụ, sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, mục sư, giáo sư được tìm thấy trong Ephesos chương 4 câu số 11. Ân tứ khích lệ, motivational gift, gồm có phục vụ, khuyên bảo, dâng hiến, lãnh đạo, thương xót, giúp đỡ, điều hành. Đó là các ân tứ giúp cho chúng ta trong sự phục vụ. Ân tứ quyền năng, ân tứ thuộc linh, gồm có chính ân tứ quyền năng của Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 12, đó là lời khôn ngoan, lời tri thức, đức tin, chữa bệnh, phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, tiếng mới và thông giải tiếng mới. Chúng ta có thể có những ân tứ để chúng ta khôn ngoan một cách rất là đặc biệt để chúng ta có thể phục vụ. Cho tôi đi nhanh để giúp đỡ cho anh em định nghĩa của các ân tứ nền tảng ở trong Kinh Thánh. Ân tứ giúp đỡ. Ân giúp đỡ là sức thiêng liêng hay là khả năng để làm việc yểm trợ để thực hiện các công tác ở trong thánh vụ. Những người này có thể phục vụ ở trong ban quản trị hành chánh, giúp đỡ trong ban tiệc thánh, phục vụ trong đội tuyển phục vụ, ở trong ban tổ chức của những ngày đặc biệt, ban cơ sở, giúp đỡ cho công việc phục vụ, chuẩn bị cơ sở, chuẩn bị để chúng ta có thể phục vụ hội thánh của Chúa. Ân lãnh đạo là khả năng giải bài và truyền đạt mục đích về đường hướng, khải tượng, có một mục vụ đến để lôi cuốn nhiều người gia nhập và khả năng động viên tinh thần của những người khác noi gương công tác cùng làm việc với nhau để đạt được chỉ tiêu và mục vụ. Ân lãnh đạo, ân tiếp khách. Ân tiếp khách với sức thiêng liêng hay khả năng để tạo bầu không khí ấm cúng, hoan nghênh trong những chỗ như nhóm lại ở tại tư gia
cũng như là nhà thờ. Đây là ban tiếp tân mà chúng ta thấy được, cũng như là ban tiếp khách. Tiếp tân là chúng ta đón họ ở tại cửa, ban tiếp khách là chúng ta làm cho người ta cảm thấy sức ấm cúng của nơi chúng ta nhóm lại. Phục vụ. Ân tứ phục vụ là khả năng nhận thức những nhu cầu chưa được thỏa mãn ở trong gia đình hội thánh, và có sáng kiến để giải quyết một cách thực tế, nhanh chóng và làm một cách vui lòng mà không cần phải được ghi công. Âm thầm phục vụ, không cần nhiều người biết, miễn là họ có thể làm được công việc của ân tứ mà Chúa Ngài ban cho. Ân tứ quản trị là khả năng nhận biết được ân tứ của người khác và tuyển dụng họ vào một mục vụ, là khả năng tổ chức và điều động nhân lực, vật lực, thời lực cho mục vụ có hiệu quả, là khả năng điều hợp các chi tiết để thực thi công tác lãnh đạo. Cảm ơn Chúa. Ân phân biệt các thần là khả năng phân biệt được đúng sai, thật giả, và có thể đưa ra một lượng định cấp thời dựa trên căn bản lời của Chúa, là khả năng phân biệt xem căn nguyên của một việc đến từ Satan, bản ngã, hay là từ Thánh Linh của Chúa. Thiếu ân này, chúng ta có thể bị gạt mà chúng ta không biết. Nhân linh, con người đang sử dụng sức mạnh của hồn của họ để ảnh hưởng trên những người xung quanh, và chúng ta tưởng nó đến từ Chúa. Nhưng mà người có ân phân biệt sẽ nhìn thấy đây là nhân linh chứ không phải Thánh Linh của Chúa. Đây là có những công việc, có những điều diễn ra và chúng ta biết rằng đây là tà linh chứ không phải là Thánh Linh của Chúa. Người có ân phân biệt các thần giúp cho hội thánh của Chúa ở trong sự biện biệt đó. Ân đức tin là khả năng tin cậy Chúa cho những điều mắt không thấy và hành động dựa trên lời hứa của Chúa, bất luận trong hoàn cảnh nào, là bằng lòng chấp nhận nếm trải thất bại để đeo đuổi khải tượng Chúa Ngài ban cho, vì ơn đức tin được Chúa ban cho những con người này. Ban âm nhạc thờ phượng đến từ những người có ân tứ âm nhạc thờ phượng, là khả năng ca ngợi sự hiện diện của Chúa qua âm nhạc, bằng giọng hát hay tiếng đàn, để hướng dẫn gia đình của mình và hội thánh đi vào trong sự thờ phượng. Cảm ơn Chúa. Ân tiếng lạ và thông giải tiếng lạ là khả năng cầu nguyện bằng ngôn ngữ chỉ có Chúa hay là người được ơn ban cho ân tứ thông giải và lúc đó có thể hiểu được mà thôi. Họ có thể gây dựng chính mình. Bởi nói người nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Người nói tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa, làm cho mình được mạnh mẽ và sẵn sàng được đưa vào phục vụ. Ân phép lạ là khả năng cầu nguyện với đức tin để có sự can thiệp siêu nhiên của Chúa vào một hoàn cảnh bất khả hữu và được Chúa nghe nhậm lời, là khả năng cảm nhận được sự thúc đẩy của Chúa khi phải dâng sự cầu nguyện loại này. Họ cầu nguyện và phép lạ xảy ra. Thủ công hay là nghệ thuật là khả năng xây cất, bảo trì hay là làm đẹp nơi thờ phượng để tôn cao sự vinh hiển của Chúa, là khả năng bày tỏ sự thờ phượng qua những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy có những sự trang trí ở trên tòa giảng, những công việc mà ban thủ công, ban nghệ thuật họ làm để giúp đỡ cho chúng ta có một cái kinh nghiệm sự thờ phượng khi chúng ta đến nhà của Chúa. Ân chữa lành là ân chữa lành hết sức thiêng liêng, hay là khả năng hành động qua đức tin, cầu nguyện và bởi sự đặt tay cho sự chữa lành thể xác hay là tâm hồn. Thì chúng ta thấy người ta được kinh nghiệm, được sự chữa lành từ nơi Chúa. Ân dân hiến là ơn dân hiến là sức thiên thượng hay là khả năng để làm nên của cải và để dâng và công việc của nhà Chúa phần 10 hay là những lạc hiến để chúng ta dâng cho mục đích mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Chúa cho có những con người như vậy để có thể dâng hiến cho công việc nhà của Chúa mà không có tiếc, bởi vì Chúa cho họ có cái ơn dân hiến. Ơn thương xót là khả năng để cảm thấy sự đồng cảm và chăm sóc cho những người đang tổn thương bằng những hoàn cảnh khác nhau. Khi một người mà tinh thần của họ đang suy sụp vì hoàn cảnh, họ cần nghe những người có ơn thương xót
đến giúp đỡ động viên tinh thần của họ. Ân của lời khôn ngoan là khả năng hiểu được quan điểm của Đức Chúa Trời đối với các công việc, những cảnh đời, và có thể chia sẻ điều sâu nhiệm này một cách đơn giản, dễ hiểu, khả năng để có thể giải thích điều phải làm và cách làm điều đó để người có nhu cầu được giúp đỡ. Lời tri thức là khả năng khám phá, thu thập, phân tích và sắp đặt những dữ kiện tối cần cho cá nhân tín hữu hay là toàn thể gia đình của Hội Thánh. Là khả năng học rộng hiểu xa và có thể sử dụng sở học của mình trong công việc làm quyết định hữu hiệu khi cần đến. Có một sự khôn ngoan lạ lùng ở trong công việc, và điều này đến từ nơi Chúa. Ân khích lệ là khả năng động viên con cái của Chúa để họ có thể ứng dụng và vâng giữ những nguyên tắc của Kinh Thánh, nhất là khi họ gặp chán nản hay dao động đức tin. Là khả năng bộc xuất được cái tốt nhất cho người mà họ phục vụ và thách thức họ phát huy tiềm năng của mình, được khích lệ để tấn tới ở trong công việc của Chúa. Ân dạy dỗ là khả năng giáo huấn con cái của Chúa qua sự giải bài và ứng dụng thánh kinh, khiến người nghe học hỏi được. Là khả năng để trang bị và huấn luyện tín hữu để có thể phục vụ. Ân mục sư và trang bày là khả năng chăm sóc nhu cầu thuộc linh cho một nhóm tín hữu và trang bị họ để phục vụ. Là khả năng nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của một nhóm nhỏ và đảm nhận trách nhiệm về sự an sinh của họ. Không nhất thiết phải là mục sư trưởng của Hội Thánh, như là một mục sư trang bày của một nhóm người. Ân sứ đồ là khả năng mở Hội Thánh mới và giám sát sự phát triển cũng như huấn luyện đào tạo Hội Thánh của Chúa. Ân giáo sĩ là ân tứ để đến với những người khác văn hóa hay là quốc gia, và thường là sống ở giữa họ để rao giảng tin lành của Chúa cho họ. Ân tiên tri là khả năng chăm sóc nhu cầu thuộc linh cho một nhóm tín hữu và trang bị họ để phục vụ. Là khả năng nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của một nhóm nhỏ và đảm nhận trách nhiệm về sự an sinh của họ khi chúng ta nhận được những sứ điệp từ nơi Chúa để khích lệ, nâng đỡ anh chị em chúng ta và gây dựng họ. Ân truyền giáo là khả năng thích ứng với mọi văn hóa khác để tìm đến những người chưa tin và giúp đỡ kẻ tin ở trong các văn hóa đó để họ có thể đến với Chúa. Ân cầu thai là khả năng cầu nguyện thường xuyên và dài hạn cho nhu cầu của người khác ở trong gia đình Hội Thánh. Là khả năng kiên trì cầu nguyện không thoái chí cho tới khi được Chúa nghe nhậm lời. Anh chị em, trong tiến trình tăng trưởng, chúng tôi sẽ dạy dỗ và hướng dẫn một cách chi tiết hơn. Tôi khuyến khích là những ai chưa bước qua tiến trình tăng trưởng, dám ghi danh để được giúp đỡ. Vì một nguyên tắc này rất là quan trọng. Nếu chúng ta là thuộc viên của VBC Houston, đây là Hội Thánh của anh chị em. Nếu chúng ta không sử dụng ân tứ Chúa ban thì có nghĩa là Đức Chúa Trời và những điều Ngài muốn làm và những việc tại VBC Houston chưa được thực hiện vì chúng ta không sử dụng ân tứ của mình. Rất là quan trọng để chúng ta nhận biết điều đó. Có hai lời khuyên mà chúng tôi khuyến khích anh chị em trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Thứ nhất, đó là đừng chống lại Đức Thánh Linh. Và nếu chúng ta muốn bước đi với sự hướng dẫn của Ngài, muốn kinh nghiệm Chúa đầy dẫy trong chúng ta, thì chúng ta phải có sự vâng phục. Ephesians chương 4 câu 30 chép: anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 7 câu 51 cho chúng ta thấy có hàng người này: hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chưa được cắt bì kia, quý vị luôn luôn chống lại Đức Thánh Linh. Tổ phụ quý vị thế nào thì quý vị cũng thấy ấy. Đừng làm những người cứng cổ, lòng và tai chưa chịu cắt bì, tức là chưa dâng cho Chúa, biệt riêng cho Ngài. Xin Chúa cho để chúng ta có một tấm lòng của những con người vâng phục, để chúng ta có thể tiếp tục nghe tiếng phán của Chúa. Chúng ta phải trung tín làm theo điều Chúa nghe hướng dẫn chúng ta. Làm xong Chúa hướng dẫn bước kế tiếp. Trung tín làm. Nhiều khi chúng ta thấy chúng ta không hiểu nổi, nhưng mà cứ làm đi rồi chúng ta sẽ thấy kết quả.
Cách đây khoảng chừng một tháng, tình linh có hình ảnh của một cặp vợ chồng và chúng tôi đã không có cơ hội để hầu vị Chúa chung với nhau trong gần một thập niên. Khi chúng tôi đến ở tại cái vùng đó để chúng tôi phục vụ thì con trai của họ mới có 3 tuổi, bây giờ cháu 15 tuổi. Nhưng mà Chúa đặt ở trong lòng về hai người này, chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúa lại cho người vợ liên lạc với chúng tôi. Ở trong cái sự sắp đặt, Chúa nghe ban cho chúng tôi lại có dịp để cầu nguyện và cải đạo cho họ. Cảm ơn Chúa, trong sự nối kết này được khích lệ, được gây dựng. Và có một ước mơ là sẽ mở những chương trình truyền giảng qua sự chữa lành của Chúa. Và điều tuyệt vời hơn nữa, đó là họ muốn kết nối lại với Đại hội Phục Hưng để đến và tham dự Đại hội, để nhận thêm lửa về sự sức giàu của Chúa. Và chẳng những họ đến, mà họ còn yểm trợ cho Đại hội. Thật là một sự tuyệt vời. Chúng ta cảm ơn Chúa. Anh chị em, có rất là nhiều điều chúng ta, khi chúng ta vâng lời, Chúa có thể làm những công việc khích lệ, nâng đỡ những người khác. Amen. Cho nên chúng ta chịu sự hướng dẫn của Chúa. Chúa bảo nói, hãy nói. Chúa bảo gọi điện thoại, hãy điện thoại. Chúa bảo chúng ta tặng cho họ câu kinh thánh, hãy tặng cho họ câu kinh thánh. Chúa bảo chúng ta làm gì, chúng ta cứ làm. 3 tuần trước, khi chúng tôi đối diện với những điều khó khăn ở trong vai trò lãnh đạo, có một việc rất là tuyệt vời xảy ra. Một người đến nhóm lại với chúng ta trong lễ tiếng Anh. Ông là phó giám đốc của một ngân hàng. Tất cả các buổi nhóm từ các năm ông sinh hoạt tới đây, khi giờ giảng luận xong, ông là người đến để nhờ chúng tôi cầu nguyện vì ông có những nhu cầu. Một cái hôm đó, ông đến và ông nói như thế này: Mục sư Khánh, tôi có được vinh dự để cầu nguyện cho ông không? Tôi nói được chứ, tôi rất là cần. Và ông cầu nguyện với tôi một lời cầu nguyện rất là chắc chắn, lấy thẩm quyền mà ông đã học trong sự cầu nguyện. Và ông truyền lệnh cho tất cả những cái kế hoạch nào của thế giới tối tăm, nó phải bị đánh bại. Tôi được khích lệ rất là nhiều. Tôi nói rằng con người này mình phục vụ trong bao nhiêu năm nay, cứ cầu nguyện cho ông, nhưng mà bây giờ ông là người nghe được sự hướng dẫn của Chúa đến để cầu nguyện cho chúng tôi, vì ông nghe nói rằng Mục sư Khánh cần con cầu nguyện. Nếu mà thường, nhiều người sẽ phủi và nói rằng ông mục sư, ông đã có đời sống cầu nguyện mạnh mẽ, ông đâu có cần mình cầu nguyện cho ông đó. Ông mình hồi trước tới giờ là ông cho xuống, đổ xuống, bây giờ mình đổ ngược lên không được. Nhưng mà không, ông đã làm một cái lời cầu nguyện, nó khích lệ chúng tôi rất là nhiều. Anh chị em, khi chúng ta vâng lời Chúa, khi chúng ta không chống lại với công việc Đức Thánh Linh, chúng ta biết đâu chừng Chúa Ngài sử dụng và ban phước đời sống của những người mà chúng ta phục vụ. Lời khuyên thứ hai, đó là phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Được Chúa Ngài đông cho chúng ta được đầy Đức Thánh Linh một lần không đủ, mà phải liên tục đầy dạy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô chương 5 câu 18 chép: đừng say rượu, vì rượu dẫn đến luân tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Đây là một động từ cho chúng ta thấy liên tục. Rượu mạnh làm gì cho một người? Khi một người uống rượu mạnh vào thì chúng ta thấy chuyện gì xảy ra? Chất rượu nó ảnh hưởng đến não bộ của họ, khiến cho họ làm những công việc mà bình thường họ không làm, không dám làm. Và họ cũng không còn điều khiển thân thể của họ một cách bình thường được nữa. Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến luân tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Trong tiếng Anh thì chúng ta thấy rằng ở đây là chơi chữ. Đừng say rượu, tiếng Anh chữ rượu mạnh là spirit, mà chữ S thường. Nhưng phải đầy dạy spirit, chữ S hoa. Đừng say rượu, nhưng mà hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Tại vì khi chúng ta đầy dạy Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta không làm chủ chính mình nữa, mà chúng ta nhường đời sống của mình cho Đức Thánh Linh chi phối chúng ta, hướng dẫn chúng ta, nói qua môi miệng của chúng ta, hành động vận hành ơn của Ngài xuyên qua đời sống của chúng ta khi chúng ta nhường đời sống của mình ở trong tay của Chúa.
anh chị em mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, hãy nói với Chúa là: Chúa, hôm nay con tình nguyện hiến thân của mình ở trong tay của Chúa. Con tình nguyện dâng thân thể của mình trong tay của Chúa. Xin đầy dẫy trong con, đầy dẫy trong tâm trí con, đầy dẫy ở trong con, thể hiện công việc của Ngài, biểu lộ công việc của Ngài một cách hiển lộ. Kiểm soát con hoàn toàn. Rồi anh chị em sẽ bắt đầu thấy có những việc siêu nhiên xảy ra. Chúa tự do làm việc trong chúng ta, làm việc qua đời sống của chúng ta. Hồi nhiên phút tôi nghe như tiếng của Đức Thánh Linh nói rằng: hãy dạy cho hội thánh của ta để ta tự do làm việc xuyên qua họ. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, Ngài đang ở trong thân thể chúng ta và Ngài chờ đợi chúng ta bởi đức tin bật nút nói những lời Ngài dạy chúng ta để Chúa có thể biểu hiện sự hiện diện của Ngài. Mà chúng ta không chịu nói. Chúa bảo chúng ta hãy dừng lại với cái người đó, có cái lời khích lệ Chúa nghe đặt để trong chúng ta, chúng ta cũng không chịu nói. Lỡ mà nó không có ăn nhậu gì đến họ thì xấu hổ lắm đó Chúa ơi. Và điều đó nó làm cho chúng ta bị ngăn trở. Hãy vâng phục, đừng chống Chúa, nhưng mà đầy dẫy Đức Thánh Linh để chúng ta có thể được Chúa nghe sử dụng chúng ta ở trong ơn của Ngài. Nếu bạn nhận ra rằng công tác của Đức Thánh Linh trong những ngày qua không làm việc một cách tự do trong đời sống của chúng ta, nhưng chúng ta bị mắc kẹt ở trong những tội lỗi, Đức Thánh Linh muốn giải phóng chúng ta được tự do trong ngày hôm nay. Đến với Chúa, sự sức giàu của Chúa sẽ bẻ những cái ách cai trị trên đời sống của chúng ta, để chúng ta lại một lần nữa được Chúa sử dụng trong đời sống của chúng ta. Nếu các ân tứ Chúa Ngài ban cho mà chúng ta chưa khám phá, hãy khám phá ra cho bằng được và đem ra sử dụng, áp dụng lời của Chúa. Vì Chúa Ngài phân phối các ơn này, các khả năng siêu nhiên này để ai nấy đều được lợi ích chung. Đừng cướp của hội thánh, của các anh chị em, những người ngồi bên cạnh chúng ta ơn của Chúa mà Ngài đã đặt để trong đời sống của chúng ta, để xuyên qua chúng ta họ có thể được giúp đỡ. Và xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta nhận biết chiến trận thuộc linh đang diễn ra. Và mỗi cuộc đời của chúng ta là chiến lợi phẩm. Satan thắng, nó sẽ sử dụng đời sống chúng ta và chiếm chúng ta như một chiến lợi phẩm. Nhưng khi chúng ta thắng bởi Thánh Linh của Chúa, quyền năng của Chúa, thì đời sống của chúng ta là chiến lợi phẩm và Chúa sẽ được vinh hiển. Cuộc chiến này rất thật ở trong linh giới và trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn là chúng ta yên lặng, không hành động, bất động. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta đồng lõa với Satan. Khi chúng ta vận hành trong ơn của Chúa, để Đức Thánh Linh tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta, biết đâu chừng bao nhiêu ngàn người sẽ được phước qua sự vâng lời của chúng ta. Biết đâu chừng những người lân cận của chúng ta sẽ được Chúa Ngài khích lệ, nâng đỡ vì sự vâng lời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy khao khát Chúa sử dụng chúng ta. Cầu nguyện xin Chúa Cha hướng dẫn chúng ta. Lời cầu nguyện rất đơn sơ, mà một con người từ xứ Phi Châu đã được Chúa Ngài sử dụng. Và người ta đã gọi ông là giáo sĩ từ Phi Châu đến Hoa Kỳ này để giúp đỡ cho hội thánh của Chúa tại Hoa Kỳ. Tên của anh là Samuel Morris. Con của một tộc trưởng như là hoàng tử của một xứ. Nhưng mà bị những người của cái bộ lạc kế ở bên cạnh bắt về để bắt buộc cha của anh đóng tiền để cứu anh. Mỗi ngày họ đánh đập anh, đổ máu, lưng của anh rách nát hết. Một ngày kia anh vượt được khỏi cái chỗ đó, xuyên rừng, và khi anh
ngã ra bất tỉnh thì ngay cái lúc đó là anh ngã ra trước mặt một gia đình giáo sĩ. Họ đã ấm anh đi vào ở trong nhà để họ chăm sóc, để anh có thể được phục hồi. Họ dạy cho anh về Đức Chúa Jesus Christ. Anh được rao giảng tin lành và anh đã tin Chúa. Xong anh được dạy dỗ lời của Chúa và nghe các giáo sĩ cầu nguyện với Đức Chúa Trời như là cha ở trên trời. Thì có một sự bày tỏ ra trong tâm trí của anh: ô, Đức Chúa Trời là cha, thì tôi có thể nói chuyện với Ngài như con nói chuyện với cha. Và từ đó lời cầu nguyện của anh rất là đơn giản. Mỗi ngày anh xin: cha ơi, hôm nay cha có công tác gì giao cho con làm, xin hướng dẫn, xin Chúa phán dạy. Vì đầu của Samuel rất là cứng, nên xin Chúa Ngài phán xuyên qua để con có thể nghe được. Cha ban phước, cha hướng dẫn. Anh được dạy dỗ lời của Chúa lớn lên, rồi anh khám phá ra một cái nhu cầu mà hôm nay chúng ta đã nghe, đó là anh cần biết về Đức Thánh Linh rõ hơn. Người ta đồn rằng có một chức vụ ở tại Hoa Kỳ có thể giúp đỡ cho anh biết rõ hơn về Đức Thánh Linh. Anh đã ao ước điều đó. Người ta cho biết rằng phải tốn $100 anh mới có thể đi từ Phi Châu sang Mỹ này để được học về Đức Thánh Linh. Và trong sự quyết tâm cầu nguyện, Chúa mở đường và anh đã làm được công việc đó. Và đến nước Mỹ này, trên đường đi, bởi cái sự tương giao mật thiết như con với cha của Samuel Morris, mà rất là nhiều thủy thủ trên chuyến tàu đó là những người ăn nhậu chửi thề, được biến đổi và làm con Chúa. Và Chúa Ngài đã sử dụng mình trong sự khao khát đó, trong sự dẫn dắt của Chúa, đã đem lại sự phục hưng và biến đổi của một trường kinh thánh. Và anh khao khát xin Thánh Linh của Chúa cho con kinh nghiệm Ngài và đầy dẫy trong con. Mỗi ngày, mọi việc nhất cử nhất động anh đều cầu nguyện: cha ơi, ý của cha là gì, xin hướng dẫn. Anh cứ làm từng bước một theo sự dẫn dắt của Chúa, luôn cả cầu nguyện cho các bạn của mình. Vì lúc bây giờ có một sự sa đọa, yếu đuối của đức tin, luôn cả các giáo sư, ban lãnh đạo của trường, họ không còn nghe được tiếng phán của Chúa. Và Chúa dùng Samuel trong những ngày đó thay đổi cả những người giáo sư, các học viên ở trong đó. Mấy tháng sau anh ngã bệnh, trong lúc kiêng ăn, yếu sức, cuối cùng mình qua đời. Nhưng mà ước mơ của anh là xin cho con được đầy Đức Thánh Linh, để con trở về quê hương của mình mà nói cho mọi người biết và giảng cho mọi người biết về tin lành của Chúa một cách giản dị. Chúa đã thực hiện. Những người bạn học của anh đã ở trong ngày anh qua đời đã đứng lên và rằng: tôi nghe sự hướng dẫn của Chúa kêu gọi để trở nên giáo sĩ cho Phi Châu. Và những người khác cũng đứng lên. Và một đoàn giáo sĩ đã nhờ ảnh hưởng của cuộc đời của Samuel Morris đã đến Phi Châu, và đạo của Chúa đã giảng ra bao nhiêu triệu người đã tin Chúa. Con người rất là đơn sơ, biết Chúa với những nguyên tắc kinh thánh rất đơn giản: cha ơi, ý của Ngài cho ngày hôm nay là gì, để con có thể vâng lời và thực hiện, xin bày tỏ. Nhìn nhận rằng: cha ơi, đầu của Samuel rất cứng, I have a thick head, xin phán với con xuyên qua những cái cứng này để con nghe được tiếng phán của Ngài. Câu chuyện đó khích lệ tôi rất nhiều trong suốt tuần lễ qua. Tôi muốn khích lệ anh chị em ở trong thời giờ này, chúng ta cùng đứng lên và chúng ta nói với Chúa như Samuel Morris: cha ơi, Ngài là cha của chúng ta nên chị em đừng gọi Đức Chúa Trời cái gì khác hơn thân mật đi. Cha ơi, cuộc đời của con, những ngày còn lại của cuộc đời của con ở trên đất này và mỗi ngày của cuộc sống, Chúa muốn con làm gì? Thánh ý của Chúa là gì?
Thánh Linh ơi, xin phán dạy dẫn dắt, mặc lấy quyền phép để con có thể được kết quả một cách tối đa. Cho ngày con gặp Chúa, con có thể nghe Chúa ngài nói rằng: hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín, được lắm, hãy đến cùng hưởng phước với Chúa ngươi. Chào dấu đấng hứa với chúng con rằng khi ngài đến, ngài sẽ dạy các ngươi mọi sự và nhắc nhở các ngươi mọi điều mà ta đã phán dạy các ngươi. Thánh Linh ơi, Chúa được hoan nghênh ở tại đây cũng như trong đời sống của mỗi một chúng con. Chúa biết chúng con hơn bất cứ một con người nào khác có thể biết, luôn cả vợ chồng của chúng con. Chúa biết chúng con, Chúa thấy tấm lòng của chúng con trong thời gian này. Xin tuôn đổ ơn của Chúa, quyền năng của Ngài, để chúng con có thể kinh nghiệm Chúa, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, để cuộc đời của chúng con được Chúa ngài ban phước sử dụng, để trong chiến trận thuộc linh này, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa nước của sự tối tăm và vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng con có thể trở nên những người hữu dụng và bày tỏ sự đắc thắng của Chúa, để mở mang nước của ngài. Trời ơi, con phải làm gì? Chúng con phải làm gì? Xin dạy chúng con. Chúng con bởi ơn của Chúa, ân điển của ngài và quyền năng của ngài, chúng con hứa nguyện sẽ không chống lại tiếng phán và sự dẫn dắt của ngài. Nhưng vâng lời, để cha có thể ban phước trên chúng con và khiến chúng con làm nguồn phước cho mọi người. Con cảm ơn Chúa. Thánh Linh tiếp tục dẫn dắt những tâm lòng, những đứa con đã mất khả năng nghe tiếng phán của ngài, kéo trở về cho nhau. Vì lời của Chúa xác nhận với chúng con, ai mà Thánh Linh của Chúa dẫn dắt đều là các con trai của Đức Chúa Trời. Khen Chúa, chúc tụng ngài, giúp đỡ chúng con Chúa giáo, để chúng con sẽ thực hiện những điều cần phải thực hiện, chúng con trở nên hữu dụng ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa và chúng hãy biết cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em, quyền năng của Chúa tiếp tục tuôn đổ dẫn dắt anh chị em trong ơn của ngài. Chúng tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho những ai có nhu cầu. Hội thánh Chúa ban ơn anh chị em đồng đi với Đức Chúa Trời trong ơn của Chúa. Chúc bình an, Shalom.